Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay mời quý vị đến với hai tập truyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Mây Hạ. Ở tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh sẽ kể về cuộc đời của một lão tên là Năm Gù. Lão Năm Gù sống ở một làng quê thuộc địa phận huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Và cuộc đời của lão đã trải qua những điều gì, những biến cố gì ập đến với lão? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tiền ma, nghe thì tưởng chừng như ai cũng biết, thứ tiền âm phủ ấy ở đâu mà chẳng có. Thế nhưng thứ tiền ma nhà ông Năm Cụ nhận được thì chỉ có mình nhà ông mới biết. Ông Năm Cụ cấm tiệt không cho vợ con hở ra cái bí mật kinh thiên động địa ấy, vì nếu hở ra thì gia đạo nháo nhào, đám ghen ăn tức ở ấy lại báo chánh quyền, thì có mà nguy to. Nhưng ông Năm Cù là một tay lì lợm, cái lì lợm đến độ khinh thần báng thánh như thế thì ai cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi. Ông Năm Cù biết tiền thật mà ma cũng thật. Thật bắt đầu từ khi đứa con trai độc nhất của ông chết cách đây chừng nửa năm, và cũng từ đó ông Năm Cù hiểu thế nào là có ma. Nhưng nếu được chọn lại, có lẽ ông vẫn chọn tiền, vì ông vẫn mê tiền lắm, mê hơn cả cái ám ảnh mà con ma vẫn mang về cho tâm thức ông mỗi đêm, đến mức hóa rồ hóa dại. Đây, cổ nhân nói chẳng có sai, có khi tiền mới làm được người ta trắng mắt ra. Làng Chin La là một ngôi làng nhỏ thuộc địa phận An Lão, thành phố Hải Phòng. Ngôi làng hình thành cách đây đã hơn 200 năm và có một lịch sử lâu đời đến lạ. Những năm 1900 trở về trước, bên cạnh con sông cái rộng mênh mông, có một vùng đất cỏ bay thẳng cánh. Lúc đám ngô non mới lên thì xanh ngút ngát tầm mắt, nhìn chẳng thấy đường chân trời. Đất ruộng nhiều, dân cư thì thưa thớt. Xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 40-50 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết. Họ nằm rải rác khắp nơi không mồ mả, lạnh lẽo trong đất, hoặc những đỉa xâm xấp nước, những cỏ hoang tối tối đầy đốm lửa ma chơi. Những vùng đất khai phá mà con người đã trải qua kéo dài vô số năm tháng, cũng kèm theo đó là sự xuất hiện những tích truyện hết sức ly kỳ mà mỗi một vùng đất đều tự tô vẽ thêm về sự huyền ảo của nó. Trong những câu chuyện được truyền miệng ấy lại có thực có hư, không biết rõ sao mà tả. Nhưng nếu nó đã tồn tại thì ắt hẳn là phải có nguyên nhân, hoặc chí ít ra thì kẻ đã bịa đặt ra những thứ ấy để thêm mắm thêm muối vào cho ly kỳ cũng phải nghe từ tai của một kẻ khác. Dạo đó vùng này heo hút, âm thịnh dương suy. Sau bao nhiêu năm giao thương qua lại, cuối cùng người ta cũng lập thành một cái làng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái làng ấy cũng chuyển mình theo quy luật phát triển của tạo hóa, dần dần lớn, và đến dạo đầu năm 1900 thì quy tập khoảng 800-900 hộ và đặt tên là làng Chin La. Đứng đầu làng Chin La cũng là người khai phá và dựng nên cái làng từ thuở sơ khai này, phải kể đến dòng họ Trần Văn, và ông Trần Văn Năm cũng là một tộc nhân trong dòng họ đó. Theo thời gian dãi dầu bể dâu, địa thế hiện tại của làng Chin La nằm về phía hạ lưu con sông Cả Bình, một con sông nhỏ thuộc nhánh của con sông Cái, nhưng dài, mát xanh và sâu không thấy đáy. Ngôi làng nằm trọn trong vòng tay dòng sông êm ả. Quá khứ êm trôi, tương lai tuần tự, một ngôi làng khoan thai giữa đời nhộn nhịp đang ngày một khởi sắc. Làng Chin La vẫn êm đềm sống những tháng ngày yên bình trong vùng đồng nước rộng mênh mông đó. Người dân trong làng vẫn yên ổn làm ăn bằng nghề trồng lúa nước. Gặp vụ cá tôm ngoài sông sinh sôi nảy nở thì họ hò nhau làm lưới, kéo chài mà đánh bắt, rồi đóng bè trúc trở ra ngoài vùng mà bán, nên cuộc sống cũng đủ đầy lắm. Cũng bởi người làng đều là những người lao động vui với công việc chân tay, không ai so bì hơn thua với ai. Họ chung một màu áo, chung những bữa ăn, những niềm vui ngày mùa, nên làng yên ả như bao đời nay vẫn thế, cho đến khi trời vừa hưởng sáng, tiếng cửa gỗ đã xoẹt xoẹt vang lên rộn rã. Đám mùn cưa bắn lên bụi mù, nhìn thoáng qua đã chất thành hai đống cao cỡ cả đốt ngón tay. Đôi bàn tay gầy guộc đang kéo cưa xoẹt xoẹt ấy là của ông Năm Gù. Ông Năm Gù năm nay ngoài 40 tuổi, cái tuổi chưa phải là quá già, nhưng dĩ nhiên đã qua thời trai tráng. Khuôn mặt hốc hác với hai gò má hóp lại,
cơ thể tong teo, hai hốc mắt trũng sâu. Làn da đen nhẹm càng lộ ra nổi bật vì mớ tóc bạc đã ba phần đủ để phần nào nói lên cuộc sống cơ cực, chẳng mấy dễ dàng của gia đình ông. Chứng nghiện rượu thâm niên làm ra cảnh sa sút, đổi lại cho ông là cuộc sống nghèo nàn, một cơ thể cằn cỗi hom hem và một đàn con nheo nhóc như bầy rắn mới lột, mỏng manh và yếu ớt. Ông Năm Cù thoáng nghĩ, sau một thập niên đau khổ, ông muốn đạp đổ được số mệnh bằng cách bài bạc đỏ đen. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra rằng không phải ở xứ sở khác, cũng không phải một ngón nghề cờ gian bạc lận cao tay hay một sới bạc mới mở có khả năng thay đổi đời và gia cảnh nhà ông. Sự đổi thay phải đến từ chính bên trong mỗi con người, trong chính bản thân ông. Ông Năm Cù muốn là một điển hình của vai trò này. Ông muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Ông muốn chỉ cho những kẻ xa vào vũng lầy tăm tối khác thấy rằng họ cũng có thể đạp đổ số mệnh. Tuy có thể thời cơ vẫn chưa đến, suốt một đêm chằn chọc không ngủ, ông Năm Cù đã nghiệm ra rằng trước khi bản thân ông có thể bắt đầu giành giật cuộc sống sung túc giàu sang kia, thì chính ông phải nhận ra từ trong sâu thẳm tâm hồn mình rằng chính bản thân ông là một kho báu. Mỗi người như ông, dù nằm ở tầng đáy xã hội, vật vờ như những bóng ma của nạn đói mấy năm trước, thì đều có giá trị và đều có khả năng làm điều tốt cho xã hội trước khi ông có thể thắng trong ván bài cuộc đời mình. Trở lại thực tại, nghe tiếng cửa gỗ phát ra đều tai, mấy gã bợm nhậu đi tìm đồ nhắm sớm, ngang qua con ngõ nhỏ tùm cỏ dại, quanh năm lạnh lẽo bởi lũy tre trước cổng nhà, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau và không ai bảo ai cũng ngó và nhìn. Hôm nay ông Năm Cù làm mộc cơ đấy, sắp báo to rồi đây. Đúng là sự lạ. Tiếng giễu cợt ấy vừa ngừng thì một thanh âm trầm đục khác bồi thêm. Làm ăn gì bác Năm Cù ơi, bỏ đấy, theo chúng tôi đi làm chén rượu cho ấm giọng nào. Cơm không ăn thì gạo còn đó, mất đi đâu mà sợ. Có tí men làm nó mới hăng, đợi được bao nhiêu ngày đâu mà cắm mặt làm gì nhé. Một giọng khác ôn tồn cất lên. Chúng mày đừng trêu lão nữa, để lão làm việc còn nuôi vợ nuôi con, chả mấy tí mà giàu to, bác Năm Cù nhé. Nói rồi đám ấy bỏ đi, nhưng tiếng bàn tán râm ran, tiếng chửi thề, tiếng cợt nhả và những giọng cười sảng khoái vẫn cất lên rộn rã, làm mấy con chim sẻ giật mình bay vụt lên, bám vào cành cao rồi ngáo ngơ nhìn xuống. Nhà ông Năm Cù nằm nơi ngõ cụt, gần nhánh sông tên Cà Bình nhất làng. Mang tiếng làm mộc, nhưng ngôi nhà ông Năm Cù điêu tàn và ọp ẹp đến độ thảm hại. Những mảnh gỗ mỏng ghép vội từ lúc gia đình ông mới ra ở riêng. Đến nay cũng đã hơn chục năm mà ông Năm Cù vẫn không màng tới việc thay nó. Mấy mảnh gỗ mốc meo có chỗ đã bị mọt gặm tơi tả, làm toát lên cái thảm cảnh cho cái nơi miễn cưỡng cũng được coi là nhà này. Nói đi cũng phải nói lại, ông Năm Cù có cái tài làm mộc rất đẹp, cả cái làng này ai cũng công nhận điều đó. Nhưng ngặt nỗi ông Năm Cù nghiện rượu, thành thử ra công việc bỏ bê suốt, từ khi làm khách chở mãi mà vẫn không mang đồ đến. Sau khi nhận gỗ thì hiếm thấy ai thuê ông vì cái thói chậm trễ đó. Theo những cụ già trong làng bảo, thời còn trẻ ông Năm Cù là người duy nhất học tới hết cấp 3. Nhưng cái bầu của bà Bài vợ ông đã làm ông bắt buộc phải lập gia đình sớm, ghìm chân ông lại cái nơi chốn nghèo nàn này. Bà Bài năm nay gần 40 là một người đàn bà khảo. Có lần nhà hết gạo, ông Năm Cù đưa cho vợ tiền vừa đủ đi đong cho vài tuần trước ngày gặt. Vậy mà lúc đi trở về, bà Bài giơ cao sâu cá, nước chảy cả vào ống tay, chùi tọt vào bầu ngực, nhưng bà thì cười rõ nham nhở. Bố ở chúng nó xem, gạo hôm nay chẳng ai bán, mà tôi mua được sâu cá rõ là rẻ nhá. Thế là hôm nay có món cá kho khế rõ ngon nghẻ đưa cơm. Ông Năm Cù ngán ngẩm lắc đầu bảo. Mày cầm con cá tế mà bố tao à, rồi lấy đâu ra gạo mà ăn trước mấy ngày gặt đây. Bà Bài nghe thế mặt cứ thộn ra, ú à ú ớ chẳng biết trả lời chồng sao. Ông Năm Cù chán nản bỏ ra ngoài để không thấy cái bản mặt phỉ nộn, ngu dốt của vợ mình. Ông chán nản nhìn trời rồi than thở cho số phận của mình. Dạo ấy ở làng có bao đám ra hồn theo chân ông. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trước đây ông gạt hết. Lúc đó chính ông còn gạ gẫm bà Bài. Sở dĩ vì ông rất thích thú cái sự khờ của bà, chứ chẳng phải phượng son phấn ăn diện trải chuốt. Giờ nghĩ lại thì...
Đàn ấy nhờ công của bà Bài mà cả nhà đói lả. Lúc đó ông Năm Cổ mới có 3 đứa con gái. Đứa con gái nữa còn đang hoài thai trong bụng chưa sinh ra. Cả nhà ăn cá với khoai được 2 ngày. 3 tuần sau ăn khoai với sắn. Mấy ngày trước khi cả nhà ngày gặt lúa chín non thì nhịn đói. Đói đến quắt ruột gan nhưng ông vẫn tỉ tỉ núc rượu. Bà Tám bán quán nước đầu làng dĩ nhiên là vui vẻ cho ông uống chịu. Vì sau mỗi lần ghi sổ lên đến mấy đồng, ông Năm Cù đều chạy vậy thanh toán sòng phẳng. Gặt được lúa về vài tuần, bà Bài Hai sinh đứa con gái thứ 4. Ông Năm Cù ngao ngán chẳng thèm nhìn mặt con. Có những lần đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, ông Năm Cù lại bật dậy giữa đêm, lông mày toát mồ hôi chảy lấm tấm. Ở bên cạnh, bà Bài cùng đứa con thứ 4 tên là Sắn vẫn đang điềm nhiên ngủ say. Thấy trong miệng khó ở, ông Năm Cù bèn ra sân hút một hơi thuốc lào rồi lại nốc rượu ừng ực. Lấy bà Bài đã được gần chục năm nhưng hai vợ chồng chẳng có con trai. Dạo còn tỉnh táo, hai vợ chồng cũng bòn cót tích cóp, nhiều lần dẫn nhau đi khám hết viện lớn viện bé, đi thầy đi chùa mãi mà cũng không ăn thua. Hồi năm ngoái có người mách cho ta thuốc nam, kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng là sẽ có con trai. Thế mà chuyện vẫn đâu vào đấy. Cũng chính vì tình cảnh không có con trai, mỗi lần có dịp tế tự ăn cỗ ở làng hay đám họ tộc, ông Năm Cù chỉ được ngồi chiếu dưới. Lâu dần những lời kích bác làm ông đâm ra bực vợ mình. Ngoái nhìn người ta con trai cháu đống đến phát thèm mà ông càng khát khao có một đứa con trai để bế bồng, để kế thừa hương hỏa. Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn của gia đình ông bỗng chốc trở nên lụn bại. Dẫu thế trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi khiến ông Năm Cù càng đè nặng vấn đề con trai. Ông hay hầu hết người dân cả làng này đều có chung một quan điểm như hằn sâu vào não bộ. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nhớ hồi bà cụ thân sinh ra ông Năm Cù còn sống, đã hối ông mau lấy vợ, để bà có đứa cháu trai mà bồng, mà bế. Bà cụ còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu trai thì sẽ chưa nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà ông Năm Cù lấy vợ chưa lâu, bà cụ đã lăn đùng ra chết. Bà cụ chết không nhắm mắt, chắc do lời thề lúc sinh thời khiến bà chẳng thể siêu thoát. Lâu dần ông Năm Cù càng trượt dài trong những cơn say bất tận. Mỗi lần say mềm như thế ông lại chửi bới. Sống làm con ma đói, chết làm con ma khát. Mày là cái con đàn bà không biết đẻ. Mày, chính mày làm hương hỏa nhà tao vốn chuyển đời không tắt mạch nào nay tắt liệm. Độ chết cũng thành con ma đói thôi. Có cho nó cũng cơm cho mày. Giọng ông Năm Cù lẻ nhẹ, lóm bóm trong tiếng mưa, lọt thỏm trong tiếng sấm, nhưng vang dội trong tâm trí của bất cứ ai khi vô tình nghe qua câu nói đó. Câu nói nhắc người đàn ông kiếm lấy một thằng cu nối dõi, nhắc người đàn bà nhiệm vụ của mình và nhắc những đứa con gái biết thân biết phận, chớ mà cãi lời cha mẹ. Trở lại thực tại, cơn giông bão ở đâu ập về nhanh lắm, cuốn đám mùn cưa bay lên bụi mù. Ông Năm Cù dừng tay cưa, ngẩng đầu nhìn lên nền trời đang răng ra đỏ rặt cả một màu mỡ chó thì ngán ngẩm chửi thề. Tiền sư nó, lúc đang làm việc thì lại báo rõ, đúng là khốn nạn mà. Vừa dứt lời thì tiếng ồm ồm cất lên từ ngoài cổng, làm ông Năm Cù giật mình buông tay, đứng lên cung kính vái chào. Nhà anh Năm hôm nay ra cố nhà cửa đấy phóng. Ông Năm Cù gãi đầu rồi chỉ tay vào cái sập ọp ẹp được kép bằng mấy thân luồng rồi bảo: mời cụ vào đây ngồi xơi nước. Này tôi rảnh việc nên làm trả cho lão nhài bộ bàn ghế. Tiền sử bô nó, được có mấy đồng mà hối luôn mồm cụ ạ. Cụ ngồi đây uống chén trà cho ngọt giọng. Trà bồm ông Lẫm mới mua ở tận Mạn Thái Bình đấy, vị đượm nước sành lắm cụ ạ. Ông cụ tiếp gật đầu rồi lật đật hạ cây ba tong xuống, đỡ lấy chén trà rồi luôn mồm: quý hóa quá, tôi xin nhà anh, quý hóa quá. Ông cụ tiếp này vốn là chỗ tâm giao với ông Năm Cù, giấu khoảng cách tuổi tác cách xa nhau lắm. Ông cụ tiếp năm nay ngoài 70 tuổi, là một trong những bậc bô lão có tiếng ở cái làng Chi La này. Dạo ông cụ còn trai trẻ, ở các tỉnh Bắc và Trung Kỳ vẫn tồn tại chính quyền bản xứ do người Việt quản lý. Đứng đầu cấp tỉnh là tổng đốc hoặc tuần phủ. Nghe người ta đồn nhau rằng, ông cụ tiếp đỗ đầu trong 3 kỳ thi, nhưng nhất định không chịu ra làm quan ở nha tài chính Đông Dương. Chẳng hiểu thời cuộc ra làm sao mà ông dắt vợ con về làng này ăn ở, tránh xa thế sự. Dẫu bản thân là kẻ rượu chè bé bét,
Nhưng dẫu sao ông Năm Cụ cũng là loại học nhiều. Ông biết ông Cụ Tiếp là một tay hay chữ, cũng vì điểm chung đó mà hai người rất nhanh trở thành tâm giao tri kỷ. Ông Cụ Tiếp nhấp một ngụm trà để vị đắng chát ấy lùa vào đầu lưỡi, lan ra khoang miệng và đọng lại nơi cuống họng vị ngọt thanh. Mấy giây sau ông Năm Cụ mới nhận nha nói: "Năm này khéo lụt to cụ ạ." Ông Cụ Tiếp gật đầu trầm mặc, một lát sau mới thở dài bảo: "Nhà anh nói đúng lắm. Cả đêm qua ta lo lắng đến nỗi không chợp mắt được, cứ ra đứng vào trông để bấm độn tính toán thiên văn đấy." Ông Năm Cụ rít một hơi thuốc lào rồi bảo: "Nhà tôi thì chả biết mấy cái cao siêu đấy, cứ học cách của tiền nhân là xem rễ xi và cỏ gà, trăng trời để đoán định thời cuộc. Các cụ bảo rồi, chẳng quẩn thì hạn, chẳng tán thì mưa. Tôi ngủ muội rốt nát nhưng cũng đoán rằng cơn bão năm nay ra chiều lớn lắm. Khéo à, có khi bằng 5 bằng 10 cơn bão mấy năm trước dồn lại cụ nhỉ." Ông Cụ Tiếp lặng im không nói, đôi mắt cập nhèm khẽ ngước lên tiết trời đỏ quạch mà thở dài thườn thượt. Lời của ông Năm Cụ tuy không sai, nhưng vô tình kéo Cụ Tiếp về những ký ức hãi hùng về nạn lụt năm 1883, tức là cách đây đúng 33 năm. Cụ Tiếp thần người, thậm chí lại nhớ về chuyện xưa cũ, khi cụ chính là tuần trưởng cho việc đắp đê cứu làng năm nào. Dạo đó nhằm đúng tháng 8 âm lịch, cơn giông bão ngày hôm đó ập về nhanh quá, thành thử mọi người không kịp trở tay. Gần 12 giờ đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã như chút nước, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc vọng xuống từ tầng không. Cây cối trong làng đã đổ rạp cả ra đường, hoa màu bị bão đánh cho tan tác đến thảm hại. Những rặng tre làng chi la đang oằn mình dưới sức gió cuồn cuộn ập tới. Trên triển đê thuộc phủ An Lão, làng Chi La, nước lũ ở con sông Cái đã lên đến lấp lửng, có chiều sắp tràn bờ đê. Dân làng lúc ấy đang hỏi nhau oằn mình mà kéo đám tre già, tre non. Có kẻ vác cả đá, gạch mộc, thân cây, tất thảy đều điên cuồng gắng sức mà vá lại con đê vì bão gió ngày một lớn. "Cứ cái đà này, kiểu gì ở cũng vỡ đê." Tiếng Cụ Tiếp gào lên bị mưa gió át cả đi. Khúc đê cao bằng đống rơm chạy dài hàng trăm mét, nghe chừng đã oằn mình hết cỡ. Hai ba đoạn kẻ đá đã sụt lún. Tiếng ầm ầm răng rắc, tiếng cào thét ầm ầm nhanh chóng mất hút giữa muôn vàn tiếng sấm sét và ánh chớp rợp trời trong cơn cuồng phong thịnh nổ. Làng Chi La sau đó có cả thảy 300 hộ dân, thì 9 phần 10 trai đinh đều có mặt từ chiều. Họ điên cuồng chặt cây, chuyển đá mà quyết cứu lấy con đê duy nhất, quyết đánh một trận sinh tử với cơn bão này. Cụ Tiếp còn nhớ rõ không khí hừng hực như đi đánh trận. Đám trai đình kẻ giao, kẻ rửa, kẻ thuồng, kẻ cuốc cứ điên cuồng dùng hết sức bình sinh mà hùng hục làm. Kẻ vác đá, kẻ kéo cây, người nào yếu sức cũng bặm môi mà đội đất, xúc gạch phòng. Rồi nào đắp, nào be, bị bõm dưới bùn lầy đang ngập gần đến đầu gối và mỗi lúc một lên cao. Kẻ nào kẻ nấy ướt như chuột lột. Dù vậy dân làng vẫn gắng chút hơi tàn mà nhất định không bỏ cuộc. Bỏ thì chết đói cả làng. Tiếng trống đánh lên thành đống lại cả sấm trời. Tiếng kẻng trên tay thằng mõ gõ điên cuồng như năm hạn gặp cháy nhà. Tiếng gào thét đến lạc giọng của một bà già lạc mất đứa cháu trong cơn bão táp. Tiếng hò xô đẩy tảng đá to cỡ mấy người ôm. Nhưng dường như tất cả chỉ như dã tràng xe cát biển đông. Làm sao mà đem sức hèn mọn ra đấu với trăm ngàn con sóng dữ như những bàn tay vô hình chỉ chờ thời cơ là bóp chết cái ngôi làng này. Trên trời mưa vẫn trút xuống ầm ầm như tát nước. Đất đá ở triền đê đang sụp lở từng mảng to như cái chiếu manh. Dưới sông thì nước cứ đều đều dâng lên cao. Áng chừng đã tới bẹn mấy con mẹ đĩ đang oằn lưng mà kẻ bờ đắp đất. Hơn ngàn người dân đang tuyệt vọng chống chọi với thiên tai, nhưng làm sao mà đấu lại cho nổi. Thế đề cao cỡ đống rơm lại ọp ả ọp ẹp, thì làm sao mà chống lại được thế nước cuồn cuộn đục ngầu. Nhưng không cứu đê thì chỉ có chết. Lũ vào là mất sạch, chết sạch. 300 hộ dân trong cái làng bần nông này chỉ có nước mà chết đói. Họ sót mạng 3 phần thì 7 phần sót của. Vụ mùa sắp tới kỳ thu hoạch gặp cơn giông bão thì chỉ có đi toi. Rồi lấy cái gì mà đổ vào mồm, lấy cái gì mà nhét kẽ răng cho qua ngày bi kịch. Sau một đêm trường, trời đã tạnh mưa hẳn, nắng đã lên lấp ló, nước đã rút bớt nhưng vẫn ứ ngự chẳng thấy lối đi. Tiếng khóc rền rĩ của đứa con gái út
làm ông Năm Hủ tỉnh dậy. Đúng là lâu nay ông ngủ được tới trưa là nhờ rượu. Ông uể oải ngồi dậy, vừa dụi mắt nhìn rõ xung quanh thì bị một vật từ phía giữa dòng sông trôi vào, làm cho sợ hãi mà ngã ngửa ra sau. Một cái quan tài mới tinh và đang đóng nắp im ỉm. Phải một lúc sau ông Năm Hủ mới run rẩy ngồi dậy, lay lay vợ mình là bà Bài đang nằm như con tôm rồi nói hổn hển: Dậy mà xem cái gì kìa. Bà Bài uể oải trườn người ra, nhìn theo hướng tay chồng chỉ, rồi giật nảy lên, có rúm người nấp sau vào cuối mái nhà. Ôi thầy mẹ ơi, ma. Lành bềnh trên mặt nước vàng đục, cái quan tài gần như chỉ nổi phần nắp, hẳn là có thứ gì nặng trĩu bên trong. Vốn là kẻ thông minh, ông Năm Cụ nhận định màu gỗ ấy không có vẻ gì đó là một cái quan tài bị xoáy nước cuốn lên từ ngôi mộ nào đó. Cái quan tài mới cứng, như thể vừa được đóng vài ngày, và tất nhiên nắp quan tài cũng chỉ mới đóng đây thôi. Ông Năm Cụ run rẩy nhìn chừng chừng vài cái áo quan đang dập dềnh tiến lại mà toát hết mồ hôi hột. Dẫu thế tính tò mò nổi lên, ông với lấy thành gỗ khều cái quan tài vào sát nhà, rồi toan giơ cánh tay khổng khèo ra kéo nó lại sát mái nhà. Bà Bài thấy thế vội la toáng lên: Ông điên hả? Đẩy nó đi, nó ám bây giờ, bên trong là xác người đấy. Ông Năm Cụ quay lại ngủ ngoạng: Không phải người, người thì nó đã mục nắp ra rồi, tối qua còn mơ thấy điểm. Ông Năm Cụ chẳng buồn nói tiếp, chậm rãi kéo cái hòm nặng trĩu vào trong mái nhà. Mấy đứa con ngơ ngác nín thở nhìn vào chiếc quan tài kỳ lạ đang được đôi tay của cha chúng ôm chặt. Mái nhà hình tam giác, xiên vẹo theo một số hướng, chật hẹp, nhưng không hiểu sao cái quan tài quái thai đó được ông Năm Cụ kéo vào rất dễ dàng. Nó lọt thỏm ở giữa. Trong nhà, những cặp mắt tò mò của vợ con ông cứ nhìn chằm chằm vô cái áo quan còn mới, như muốn dùng ánh mắt lật tung cái nắp hòm lên ngay tức khắc. Ý nghĩ toát ra từ ánh mắt là vậy, nhưng chưa đôi tay ai dám động vào nó. Ông Năm Cụ tặc lưỡi: Cũng lắm là cái hòm đựng thóc giống khỏi nước vô, chứ làng này cả năm nay có ai mới chết đâu. Ông Năm Cụ nói ra miệng, nhưng như thể chỉ để chính mình công nhận điều đó. Nói xong chẳng cần ai đồng tình, ông Năm Cụ bấu cả 10 ngón tay vào nắp quan tài, từ từ kéo nó ra hai phía. Nắp hòm mới hé lên từ một góc, vừa đủ để khí trong chiếc quan tài chui ra. Cái mùi tanh nồng tởm lợm chẳng ai mong đợi sập vào không khí. Một mùi vừa lạ vừa quen. Quen vì mùi này tựa tựa cái mùi một con cóc chết hay một quả trứng ung. Lạ vì rõ ràng đó không phải là những mùi đó. Ông Năm Cụ tái mặt, đưa mắt sang nhìn bà Bài đang sợ sắp xỉu, rồi lại đứng bần thần nhìn nó. Đằng nào cũng lỡ rồi, để tôi mở ra xem người chết là ai. Lần này ông Năm nhìn thẳng mặt vợ rồi nói. Đoạn ông dùng hết sức mở nhanh cái nắp áo quan ra. Một nửa chiếc quan tài đã lộ miệng, cái nắp cũng đã trồi hẳn lên. Ông Năm Cụ cổng tay đẩy hẳn cái nắp trượt ra sau. Bí mật đã thôi khiêu khích trong bóng tối, nắp hòm đã rời hẳn khỏi vỏ. Thứ mọi người tò mò sợ hãi đã lộ dưới ánh nắng mặt trời sau bão. Và kỳ lạ thay, nó cũng phản chiếu lại ánh sáng mặt trời một màu vàng chói mắt không kém. Một cỗ quan tài đựng đầy vàng ư? Không, một chiếc rương vàng, mà giờ nó là gì không quan trọng nữa. Kho báu bên trong đã biến nó thành một thứ ai cũng mơ ước được nằm vào. Bà Bài rú lên, chạy như bay tới cái áo quan, ngồi xuống, tìm ngực vào thành gỗ, hồ hờ hai cánh tay vào cái hòm rồi bốc từng nắm vàng lên rồi thả xuống. Bà cười ha hả, quai hàm mở to hết cỡ rồi ngửa cái mặt đang biến dạng bởi khoái cảm tột độ đến dị hợm mà hét to với thần linh. Vàng, vàng, thầy nó ơi, toàn vàng là vàng này. Trái với bộ dạng của bà Bài và mấy đứa con, ông Năm Cụ đứng chôn chân bên cái hòm, cơ mặt co giật lên từng cơn. Ông không tin nổi vào mắt mình. Ông vẫn thấy mấy cảnh kỳ dị như vậy, nhưng hình như mấy hình ảnh đó chỉ có khi ma men dẫn lối ông xem mà thôi. Sau một hồi bần thần nhìn nó, ông siết tay vào nhau, rồi cũng ngửa mặt lên trời, nói một câu gì đó. Giọng ông Năm Cụ rít lên như lời hoan hỉ của con rắn trước lúc vồ mồi. Ông quát lớn: Mẹ con chúng mày, tránh ra!
Giọng ông Năm Cụ méo mó bởi khuôn miệng đang cố nín cười sung sướng. Ông ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm mấy câu. Đúng là oái oăm, ông trời dường như đang trêu ngươi với số phận ông vậy. Lẩm bẩm xong, ông khua tay vô đống vàng nghễu nghện trong hòm. Cánh tay dài của ông chạm tới đáy, đang bay lên đâu đó bởi sự va chạm giữa bàn tay với những miếng vàng. Bỗng mặt ông Năm Cụ sa sầm lại, một nỗi sợ hãi vô hình bất giác hình thành trong tâm trí, choáng ngợp lấy đầu óc khi bàn tay ông chạm phải cái thứ gì đó mềm xèo, rửa nát mà ẩm ẩm làm ông đùng mình. Ông Năm Cụ rút bàn tay của mình ra, màu máu, màu huyết tương tạo thành một màu nâu nâu nhơn nhớt đang rin rít trên mấy ngón tay của ông. Tim đập dồn dập từng cơn, ông Năm Cụ cảm thấy con tim mình như trồi ra, chạm sát vào da ngực. Ông Năm Cụ chẳng buồn nhìn lên cái gương mặt tím tái vì sợ hãi của bà Bài và đứa con lớn. Ông thò tiếp tay xuống chỗ lúc nãy chạm phải cái vật đáng sợ đó rồi mò mẫm kéo nó lên. Ông đứng lom khom để lấy sức, ai ngờ cái thứ đó không nặng như ông tưởng nên bị chính sức mình làm cho ngã ngửa ra sau. Trên tay ông là một cánh tay của người đàn ông khác. Đoạn áo sơ mi còn lại trên cánh tay toát lên một vẻ giàu có phi phàm với tấm vải lụa là thẳng nếp và mịn màng. Trên bàn tay còn đeo một chiếc đồng hồ vàng nạm, những cái viên đá trắng đang khoe sắc đủ màu dưới ánh nắng mặt trời. Bàn tay của giới quý tộc nhìn từ năm ngón tay thon dài, trắng trẻo, đến khẩu tay vẫn đẹp đẽ. Sự sang trọng có chết đi vẫn đẹp đẽ. Chỉ đến đoạn giữa bả vai và khớp giữa, mảnh thịt tái tái đỏ đỏ, bám eo ọt vào ống xương trắng đang dần thối rữa mới làm cho người ta ý thức lại. Đó vẫn là một cánh tay lìa khỏi cái xác đang nằm vô hồn dưới đống vàng. Thật sự gớm ghiếc. Ông Năm Cụ sợ đến tái mặt, theo bản năng nhanh chóng gạt cánh tay ra rìa của mái nhà, rồi nhanh chóng lấy hết sức mím môi, nhấc nắp hòm lên đậy lại. Bà Bài và mấy đứa con lại vẽ ra những bộ mặt hệt như lúc chiếc hòm mới tiến vào. Đó là nét mặt tái xanh bợt bạt, hệt như người chết đuối mấy ngày, xác thân đã trương lên và lớp da cắt không ra giọt máu. Ông Năm Cụ ngồi bệt xuống sàn ẩm ướt, vò đầu, nhìn xuống sàn qua đầu gối, miệng rít lên những thứ âm thanh không ai hiểu nổi. Bỗng, ông Năm Cụ đứng phắt dậy, bước những bước chân nặng trĩu, trọng tâm chân dồn hết lên ngón. Mấy ngón chân bấm chặt lên sàn nhà đi tới trước cánh tay. Ông nằm đứng trước cánh tay và cỗ quan tài. Bàn tay ông nắm chặt, mấy ngón tay tựa hồ cắm vào da thịt. Ông quắc mắt quay lại hét lớn. Tao cấm đứa nào lén phén chuyện này. Tao mà nghe thấy đứa nào hở ra là tao giết. Nghe chưa? Mấy đứa con sợ hãi luống cuống gật đầu rối rít. Bà Bài nhìn theo chồng không khép miệng lại được, nhễu cả nước miếng. Ông Năm Cụ vừa dứt lời, quay phắt lại đá văng cái cánh tay xuống dòng nước đang rút dần. Nước rút nhưng vẫn chảy thành dòng, bởi căn nhà nằm sát bờ sông. Bao nhiêu vàng bạc ông đã nhặt ra bằng hết đem giấu vào trong nhà. Cỗ quan tài cũng được hai vợ chồng ông đẩy ra dòng nước. Quan tài dập dềnh trôi ra dòng sông rồi chìm nghỉm. Cánh tay bị dòng nước đá lên rồi kéo xuống, xoay tròn rồi dựng đứng như muốn nói với ông điều gì. Ông Năm Cụ đứng nhìn nó quay vòng rồi cũng chìm luôn vào dòng sông lạnh lẽo. Quả thật lời ông Năm Cụ nói không sai. Sau khi đứa con gái lớn tên Trinh được ông cử đi dò xét, khi trở về báo lại là đợt lũ vừa rồi trong làng không có ai sẩy chân mà mất, cũng chẳng có ai trong làng than lũ cuốn mất cái thứ gì quý giá. Cơn lũ qua đi, cái lạnh lại kéo đến. Làng vừa trốn bão, giờ lại co ro tránh rét. Vậy mà chẳng có ai nghĩ mình sẽ bỏ nơi này đi làm gì. Trời xám xám màu đông, trên cánh đồng lại lún phún những mạn non mơn man xanh cốm cho vụ đông xuân. Hôm nay làng Chin La được một phen ổn ý, lâu lắm rồi mới có sự náo nhiệt như vậy ở làng. Số là hôm nay ông Năm Cụ mua hẳn một con bê, một con heo nái và một con dê sữa đãi mọi người. Một sự kỳ lạ như tuyết rơi giữa mùa hè vậy. Từ trước đó mấy ngày, việc ông Năm Cụ cùng vợ mang tiền đi trả một vòng quanh làng đã làm mọi người nửa tò mò, nửa mừng cho nhà ông. Không chỉ trả hết, ông còn biếu lại số tiền gấp mấy lần tiền lãi để cảm ơn. Đến cả cụ Tiếp cũng há hốc mồm vì ông Năm trả lại cụ chục bao gạo, một con bê con và một nắm vàng cốm vì cái ơn cứu đói dạo nọ. Chưa hết bất ngờ thì hôm nay lại được ông Năm Cụ mời cụ cùng cả làng một bữa thỏa thê. Rồi chưa đầy 3 tháng sau,
ông Năm Cụ cất lên một căn nhà 3 tầng sơn màu vàng nhàn nhạt. Căn nhà vuông vức, xây trên nền móng cao và vững chãi. Chắc từ nay nhà ông không đụng chân vào nước lũ bao giờ nữa. Khi thấy con đám sống bê tha, người ta thường nói: "Kệ nó, cho nó khổ rồi mới trắng mắt ra." Chắc nhiều người vẫn tin tưởng câu này lắm. Nhưng không, những câu lý thuyết với thực tế như mặt trời với mặt trăng, những câu nói hay ho chỉ là mặt trăng tô điểm cho đêm đen thôi. Thực tế mới là mặt trời soi rọi con đường cho người ta đi. Từ ngày phất lên, ông Năm Cụ thôi không còn lôi thôi uống chịu ở mấy quán nhậu. Thôi không cằn nhằn vợ con đá niêu đập chén. Và người ta cũng thôi thấy ông gọi vợ là ngu đần hay nhìn mấy đứa con với nửa con mắt khinh miệt. Thay vào đó, người ta thấy ông mua thuốc bổ, đi khám bệnh, uống mật gấu gan hùm cao khỉ. Đây, có khi tiền mới làm được người ta trắng mắt ra. Bà bài vợ ông như một nhà ảo thuật giữa đời thường, nhưng bà không lôi con bồ câu ra từ cái nón không, cũng không xẻ con bài ra từ kẽ tay, mà bà biến được cho ông Năm Cụ một thằng cu từ bụng của mình. Ở giữa cái tuổi đã chẳng còn trẻ trung, kể ra cũng ít ai làm phép giỏi được như bà, đứa con trai của hai vợ chồng bằng tuổi với đứa cháu ngoại đầu tiên. Ngày bà bài sinh được đứa con quý báu cho ông Năm Cụ, người ta thấy ông xì sụp khấn vái từ ban thờ đến mấy ngôi mộ từ sáng tới chiều. Ông chất đẩy trên mộ những đĩa hoa quả, những lọ hoa rồi vái những vái dài, dập đầu liên tục cảm tạ. Nhưng đến cuối ngày, khi trời vừa xế, người ta lại thấy ông ngồi bần thần như người mất hồn bên mộ phần của cha mẹ. Không ai có thể hiểu tại sao lúc này gương mặt ông lại tím tái vẻ sợ sệt lo lắng. Bỗng ông chạy vụt về nhà. Chỉ một lát sau, từ căn biệt thự của ông Năm Cụ dựng lên một cột khói. Ông Năm Cụ đang đốt cái thứ gì đó. Cột khói bay lên khỏi tường rào rồi bung ra theo gió. Cả không gian thoang thoảng hương thơm chỉ có ở cái loại gỗ dầu quý hiếm. Cũng kể từ đó, người làng ít thấy ông bởi ông còn bận đi từ chùa này đến đền kia, từ tổ chức từ thiện này đến quỹ nhân ái nọ. Có người nói ông đang làm phước, có người nói ông Năm Cụ vốn dĩ rất tốt, do nghèo khổ nên bê tha vậy thôi. Cũng có kẻ nghi kỵ, lão đang đền tội mà thôi. Không ai có thể hiểu làm sao ông Năm Cụ có được số tiền lớn đến vậy. Cũng không ai hiểu nổi tấm lòng nhân ái của ông bấy lâu nay được ông cất giấu ở đoạn nào giữa những cơn say. Thì thoảng lại thấy ông cõng cậu con rời lên cổ, vỗ vỗ vào lưng thằng bé mập mạp rồi cười ha hả nói: "Lộc trời đây, lộc trời đây, hương hỏa nhà ta có người kế tục rồi." Thời gian như con ngựa hoang đứt cương, mãi miết chạy chẳng quay đầu lấy một lần. Mới đó cậu út của ông đã 18 tuổi, là cậu ấm được cưng chiều. Vậy mà nhân chăm ngoan học giỏi chứ không lêu lỏng ăn chơi. Mấy đứa con gái của ông cũng đều đã yên bề gia thất. Người ta nói ông Năm Cụ thật có phước lớn, ông cũng tự thấy mình hạnh phúc vô biên. Vừa học xong cấp 3 ở huyện, nhận đỗ đại học lên học rồi trên thành phố. Được ông Năm Cụ sắm cho xe máy nên cuối tuần nào cũng thấy cậu chạy về thăm nhà. Chiếc xe của Nhân có 2 lốp to như lốp ô tô, chạy tới đâu rần rần tới đó. Ông Năm Cụ có đi đâu thì cuối tuần cũng ngồi ở nhà trên sân thượng, ngóng cậu út. Lần nào cũng vậy, vừa thoáng thấy tiếng nẹt pô đã tai vang lên xa xa là ông đã chạy xuống nhà kêu người làm bắt gà mở rượu rồi ra đón cậu. Hôm nay cũng vậy, ông Năm Cụ ngồi trên cái ghế làm bằng rễ cây từ trưa, nhưng mãi đến xế chiều chẳng thấy cậu út đâu. Trời lại mưa to, ngày báo lũ lại sắp về. Ông Năm Cụ đi lên đi xuống lo lắng bất an, gọi điện mãi không thấy con bắt máy, bèn mặc áo mưa, vừa vội chìa khóa nói với bà bài: "Bà nó, tôi đi coi thằng Nhân đâu, có khi nó mắc kẹt ngoài cầu." Vừa nổ máy, ông Năm Cụ nhận được điện thoại của người lạ. "Ông là bố của cháu Nhân hả? Ông ở viện gấp, người ta đang cấp cứu cho nó." Ông Năm Cụ choáng váng mặt mày suýt ngất xỉu, cảm giác lồng ngực nặng nề chèn ép 2 lá phổi, làm hơi thở không thể di chuyển. Ông chống tay vào tường, thở gấp rồi gọi một chiếc xe lam đưa tới viện. Chỗ cậu ấm nhà ông nằm có cả cảnh sát, cả công an và tất nhiên cả bác sĩ. Những màu áo làm ông lạnh sống lưng, tim đập dồn dập. Nhân chứng kể, Nhân đang đi trên đường thì bị một toán chặt phăng cánh tay rồi đá xuống đường đánh đập, cướp hết tài sản. Ông Năm Cụ vét hết gia tài đưa cậu sang Mỹ chữa thương, thay cái thận bị đánh dập và nối lại cánh tay.
Ông nằm gục kinh hãi nhìn cánh tay đang nằm trong lồng lạnh của bệnh viện. Con trai ông cũng bị chặt đứt tay ở chỗ giữa bả vai và khớp giữa như cánh tay năm nào. Nhưng nước mưa, bùn đất đã làm nhân bị suy hô hấp. Mọi việc cứu chữa hết sức khó khăn, dù những cục vàng cuối cùng cũng đã được ông bán đi để làm những ca phẫu thuật. Cánh tay cũng đã chết, không thể nào nối lại được. Những vết nội thương đã được phẫu thuật, nhưng không hiểu sao con trai ông vẫn hôn mê. Ông Năm Cụ nhìn gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ của con rồi cười khủng khục, hai mắt đỏ ngầu. Ở quê, bà Bảy đang bán nốt căn nhà. Một tuần trôi qua, Nhân vẫn mê man nằm đó làm người thực vật. Một tháng nữa trôi qua, Nhân đã im lìm nằm trong chiếc quan tài gỗ, chính thức trở thành người cõi âm. Ông Năm Cụ điên dại trước cái chết của con. Trước mắt ông chẳng còn gì ngoài sự mất mát. Người ta lại thấy ông vùi mình trong rượu ở căn nhà cũ kế căn biệt thự của ông đã bán. Hết rượu thuốc, rượu sâm của ông lại tìm đến những can rượu trong cái chai nhựa mới được xốc cát cho hết mùi mỡ. Người ta lại thấy ông rủa: sống làm con ma. Ông Năm Cụ lại vất vưởng đâu đó để uống chịu. Mọi thứ trong tay ông đã trôi đi như đám bèo dại trong cái ao tù sau lũ. Lũ kéo đi, đọng lại chỉ một lớp bùn non. Đứa con gái út của ông Năm Cụ mới sinh con đầu lòng. Làng Chi La lại tiếp tục gieo giống mới. Cuộc sống lại xoay vòng, đời người lại luân chuyển. Những giấc mơ tiếp nối những giấc mơ. Làng lại tiến những người đi xa, lại đón những người con mới. Rồi chúng lấy vợ, chúng sinh con. Những lớp người đổi hình hài nhưng không thay bộ mặt. 6 giờ sáng hôm ấy tại quán cà phê nhà bà Bội, tiếng mấy lão già cất lên òm tỏi làm không khí buổi sáng tinh mơ phút chốc đã náo động hẳn lên. Cả đám vừa thi nhau nói, vừa chỉ trỏ về căn nhà ọp ẹp của vợ chồng ông Năm Cụ bên kia đường. Tiếng một mụ đàn bà cất lên choa choa: tiền sư nhà nó, sáng nào mở cửa ra cũng thấy một bãi cứt trước nhà, cảnh suốt mà lần nào cũng không thấy lão mới tức chứ. Một gã thanh niên râu quai nón ngồi kế bên lên tiếng như tầng công: bữa cháu dở chứng tình cờ dậy sớm, vừa mở cửa ra một cái là thấy lão Năm Cụ xách quần lên chạy. May bữa đó không có gì, chứ nếu không cháu đánh cho lão què chân cho chưa cái thói mất dạy rồi. Bà Bội nghe vậy mới thở dài bảo: xóm này hình như nhà ai cũng bị, chỉ có nhà tao thức dậy sớm bán cà phê nên nó mới không dám thôi. Một bà già chép miệng: cái lão, nhưng tao giận lão ấy một thì tao lại giận thẳng thản tới 10. Ai đời là anh em ruột, lúc lão Năm Cụ giàu sang thì cưu mang vợ chồng nó, đón chúng nó như hai đứa ăn mày về làng, rồi cho tiền làm ăn, lại cho tiền để vợ chúng nó xây nhà cao cửa rộng. Vậy mà khi thằng bé Nhân chết, tài sản sạch bách, lão Năm Cụ cũng điên điên dại dại. Vợ lão bỏ đi đâu mất xác càng làm lão điên nặng hơn. Thế mà vợ chồng thẳng thản không cho anh nó vào nhà ngủ, làm lão Năm Cụ phải núp ở mái hiên căn nhà cũ mà chụp mền co ro ngủ. Cả đám nghe vậy thì ai nấy cũng chạnh lòng. Tiếng xỉ vả ban nấy lại thay bằng tiếng chua xót, vì dẫu sao cả làng này hơn 20 năm trước ai cũng chịu ơn lão. Đúng ra là từ mùa lũ năm ấy. Quả thật lời của bà già ban nãy quả không sai. Ông Năm Cụ sau biến cố của gia đình thì sống dở điên dở dại. Mặc cho mấy đứa con gái ngỏ ý đón về, nhưng ông nặng nặc không đi. Dạo gần đây bệnh điên trở nặng, ông Năm Cụ hay có trò ỉa bậy. Lâu lâu còn chây cứt lên tường nhà người ta, khiến xóm giềng ai cũng tức giận. Họ biết nhưng chưa bao giờ bắt được quả tang tại trận, nên không làm gì được. Mà ngó đi ngó lại, ông Năm Cụ đã ngoài 60 mấy tuổi. Đụng tới có chuyện là báo gia đình, nên ai cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Việc vợ chồng lão Thản nhờ số tiền ông Năm Cụ cho mà cố vốn làm ăn. Công việc làm ăn khấm khá, xây được nhà cao cửa rộng mà không cho anh mình vào ở, khiến cho dân người ta thấy chướng mắt lắm. Ông Năm Cụ cứ lê la vạ vật, lúc tỉnh lúc mê. Hình như nhớ nghề, nên lâu lâu người ta vẫn thấy ông tha ván gỗ về, rồi dựng một cái chòi sập sệ ở một bãi cỏ trong khuôn viên căn nhà cũ. Sáng ông lê la khắp hàng cùng ngõ hẻm, tối về chui vào trong đó ngủ quên sự đời. Mà dân làng cũng không biết ông ấy có biết gì về sự đời hay không mà quên mới nhớ. Bạc đãi anh trai mình như vậy, nhưng hễ tới đám giỗ hay tiệc tùng gì,
là lão Thản đều bắt anh mình qua nhà. Cũng chẳng tốt đẹp gì cho Cam, lão bắt ông Năm Củ tới ngồi trước nhà để giữ xe. Có lần tại lo ăn nhậu nên lão Thản cũng quên đem đồ ăn cho anh mình. Để ông Năm Củ ngồi ngoài cứ lâu lâu ngó vào trong nhìn khách ăn uống no say mà thèm chảy cả nước miếng. Thằng con hiểu chuyện, đem đồ ăn ra cho ông bác mình ăn, thì người ta thấy ông vui lắm. Xong chuyện thì ông vẫn phải trở về vị trí cũ. Bà phải công nhận rằng con nít xóm khá hốn nạn. Không biết thằng nào bày đầu mà cả đám lại canh ông Năm Củ đi xin ăn, rồi tới mà phá cái chòi của ông. Nghe mấy bà trong xóm nói, tối hôm đó ông Năm Củ về, nhìn thấy cái chòi bị phá banh chành, ông khóc rồi ú ớ. Như kiểu ức chế lắm mà trí não ông không cho phép ông nghĩ ra một cái từ để biểu hiện cái sự tức giận đó. Một buổi sáng ồn ào, tiếng người bàn tán xôn xao ngoài ngõ. Đám người ấy rất nhanh bầu lại thành một vòng tròn và kéo đến mỗi lúc một đông hơn. Đông đến độ quán cà phê của bà Bội phút chốc đã chật kín. Cả đám chỉ trò bàn tán khi thấy ông Năm Củ nằm cục ở chậu hoa trước nhà lão Thản rồi. Máu mè chảy đầy nền cổng. Nghe người ta nói, ông Năm Củ quấn tiền thành từng bó quanh bụng, đếm sơ sơ cũng phải mấy chục triệu. Nhưng lúc bà Bội phát hiện về chi hô, mọi người chạy tới kiểm tra thì thấy áo ông bị kéo rách. Chắc quần khốn nạn nó biết nên nó đánh đập để cướp. Ông Năm Củ tuổi già sức yếu nên không chịu nổi mà qua đời. Sự việc được báo cho vợ chồng lão Thản để đứng ra lo mà làm đám ma. Thế mà lão Thản cũng không cho làm đám trong nhà. Vợ chồng lão mượn sân đình để làm đám cho ông Năm. Đám ma của ông Năm Củ bà con kéo đến đông lắm. Lão Thản cũng không đứng ra chịu tang mà lại viện cớ có công chuyện rồi đùn đẩy cho làng xóm. Kể từ sau cái vụ đó chừng gần tháng, bà Bội hết dám bán cà phê. Mọi người thắc mắc tại sao đang bán ngon mà bà lại nghỉ bán thì bà mới kể lại. Bữa đó đang mở cửa ra để chuẩn bị thì thấy có ai đó đứng lù lù một đống đằng trước. Do ánh đèn tròn vàng vọt máng trên đầu quán, chẳng hiểu sao dở chứng. Cứ tậm tịt lúc sáng lúc không nên chỉ thấy lờ mờ. Bà Bội thấy vị khách lạ ghé sớm quá nên mới nói: "Đợi một tí để tôi lấy cho cái ghế." Bà vừa nói xong thì nghe tiếng vị khách đó cười. Tự nhiên bà cảm thấy rợn da gà, theo bản năng bất giác quay lại. Vị khách đó đang đứng sát sau lưng bà, nhe răng ra cười. Bà Bội ú ớ hét lên vì nhận ra đó chính là ông Năm Củ. Bà rùng mình, đái ướt đẫm quần và lăn ra xỉu luôn tại chỗ. Chồng bà Bội đang nấu nước sôi ngoài sau, nghe thấy tiếng cốc rơi vỡ, muỗng đổ nên chạy lên thì thấy bà đã nằm một đống rồi. Vì mưu sinh nên sau đợt đó bà Bội cũng cố gắng bán lại bằng cách mở quán muộn hơn mọi khi, nhưng cũng bị hú tìm mấy lần. Khách cũng có mấy người thấy mà sợ rồi đồn đoán tùm lum. Riêng mấy cái kẻ nặng bóng vía chưa thấy lần nào nên không tin. Nhưng chồng bà Bội sợ bà bị hù sợ quá mà chết bất đắc kỳ tử nên kêu bà nghỉ bán luôn cho rồi. Và cũng từ đợt đó, vợ lão Thản đột nhiên trở cơn điên nặng. Con gái lão thì đang học hành ngoan ngoãn, tự nhiên quay sang chửi cha mắng mẹ. Duy chỉ có đứa con trai út, đứa mang đồ ăn trong Năm Củ là không sao. Rồi đùng một cái, nhà lão Thản treo biển bán nhà. Người ta kỵ lão nên không dám hỏi. Họ canh thằng con út đi chơi thì gặng hỏi. Thằng bé thật thà mới khai hết là ông Năm Củ hiện về phá dữ lắm. Ban này thì bát hương đột nhiên bùng cháy. Tối thì ông kéo chân, gạo chọc bố mẹ nó, làm hai ông bà kêu la inh ỏi. Vì bị khủng hoảng nên lão Thản đành phải treo biển bán nhà. Hên là có người ham rẻ rồi mua. Nghe đầu ở được 2-3 bữa thì thấy treo biển cho thuê. Người ta thuê được mấy bữa là dọn đồ đi trong đêm hết, bỏ luôn tiền cọc. Thậm chí có người còn đòi đánh anh chủ mới, nói lừa họ mướn căn nhà ma. Mấy bà nhiều chuyện lại hỏi thì ông đó chìa cái chân ra. Thấy rõ ràng, dấu 5 ngón tay bầm tím dưới chân. Tiếng xấu đồn xa nên cái nhà đó hết ai dám mướn. Khóa cửa im ỉm cho đến cách đây 2 năm. Có một người mua lại rồi đập bỏ xây lại làm chỗ mua bán nhà đất. Không biết có cúng kiến gì không mà êm ru cho đến giờ. Điền gia đình lão Thản bán nhà xong thì lên Hà Nội để sống. Được mấy năm thì nghe bảo là lão uống thuốc rầy tự tử. Không biết có liên quan đến ông Năm Củ không nữa. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Bẵng đi mấy tháng sau, tin đồn hồn ma ông Năm Củ vẫn lẩn khuất đầu đây, làm cho dân làng hoang mang lắm. Số là hôm ấy nhằm đúng nghỉ hè, đứa cháu nội của cụ Tiếp ở thành phố về chơi. Tiện cũng có mặt để làm cái rỗ cho cụ. Cụ Tiếp đã ra người thiên cổ từ lâu,
Con trai cụ sau đó cũng qua lại với ông Năm cụ suốt, nên cũng coi nhau là tâm giao tri kỷ. Vẫn là một thứ tình bạn lệch nhau về tuổi tác. Hệt như cha mình, con trai cụ là ông Hậu cũng sống chí tình chí nghĩa lắm. Nói đâu xa dạo thằng Nhân gặp nạn, chính ông Hậu đã gom góp tiền bạc cho ông Năm cụ. Sau khi ông Năm cụ chết, cũng một tay ông Hậu đứng ra xây cất mộ phần và táng ông Năm cụ sát cạnh mộ cụ Tiếp cho hai người bầu bạn. Cũng là để trả cái nghĩa mà dạo cụ Tiếp mất, ông Năm cụ lo toàn bộ ma chay. Chiều hôm ấy, sau làm xong mấy mâm cỗ, đứa cháu nội của ông Hậu là sinh viên đại học mới tha thần dạo chơi loanh quanh chốn cũ. Đến tầm 5 giờ chiều, con bé và một đứa em hàng xóm xưa ghé qua cái ao đầu làng, nơi có ngôi chùa cổ kính. Chùa đã được tôn tạo, này là di tích quốc gia. Mấy cái ao quanh chùa trồng hoa sen thơm ngát. Đang mùa sen sắp nở, chỗ này sen trắng, chỗ kia sen hồng, đẹp và thanh tao vô cùng. Vãn cảnh chùa chán, hai chị em ra bến ao ngồi hóng mát. Chuyện xưa chả còn ai nhắc đến, trời nhập nhoạng chiều. Cái ao này đã ngăn cách với nhà chùa bằng một hàng cây si dày cao vút. Từ dưới bờ nhìn lên bờ ao phía hàng cây, cả chị lẫn em đều nhìn thấy rõ có hai đôi chân đang đi tới. Sở dĩ phía nửa người trên đã bị cành cây che khuất, chỉ còn thấy nửa người phía dưới từ đầu gối trở xuống. Một đôi chân mặc quần nâu, một đôi chân mặc váy đen đều trắng bệch như bôi vôi. Khi những đôi chân vừa đi qua khỏi rặng cây về phía hai chị em, thì con bé hàng xóm bèn ngước đầu lên như đón sẵn. Con bé hay làm công quả nên cũng quen với nhà chùa. Hai chị em nhận ra đó là Sư Thiện Tâm. Sư Thiện Tâm vốn tu ở chùa từ ngày hai đứa còn nhỏ xíu nên đã quen mặt. Hai chị em chào sư rồi cô bé hàng xóm cất tiếng hỏi. Thầy ơi, ngày lễ mà ai mặc váy lên chùa vậy? Sư thầy ngơ ngác không hiểu gì. Lúc này cả hai chị em mới giật mình và đưa mắt nhìn giáo giác. Rõ ràng hai đôi chân theo nhau đi đến tận cuối rặng cây mà giờ chỉ thấy mỗi sư, chả thấy hai người còn lại đâu. Dù nhìn tứ phía vẫn chưa hiểu tại sao, sau rặng cây bên ngoài chùa là chỗ khoảng đất trống trơn, vậy hai người kia biến đi đằng nào? Nhưng hai chị em vẫn chưa nghi hoặc gì, cố hỏi lại. Nãy con thấy một người mặc váy đen, một người mặc quần nâu tiến ra chỗ này mà. Con còn tưởng hai người ấy bị chùa mời ra ngoài vì ăn mặc thiếu nghiêm túc, còn tự tiện đi vô hậu viên. Sư thầy khẽ trầm ngâm mấy giây rồi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu và chào hai chị đoạn đi về phía chùa, còn dặn hai chị em. Mồ Phật, hãy con về sớm kẻo trời tối gió ao lạnh. Còn lại hai đứa giữa trời nhá nhem tịch mịch, đang hỏi nhau xem hai người hồi nãy biến đi đằng nào nhanh thế, thì đột nhiên con bé cháu ông Hậu nghe tiếng động giữa lòng ao. Tiếng loạt soạt khá to, cứ như có người đang rẽ lá sen đi tới. Con bé thấy lạ nhìn đứa em hàng xóm cười cười bảo. Bé ơi, lá sen dày thế này mà cá to nhỉ, lại còn quấy mạnh thế kia. Nhưng lúc này con bé em đã hơi trợn trợn, vì đó là tiếng lá sen sát vào nhau, không phải tiếng nước vỗ. Trời không một tí gió và dưới ánh sáng chiều tà cuối ngày vẫn có thể thấy khá rõ toàn cảnh mặt hồ rộng rãi, không hề lay động dù chỉ một chiếc lá. Mà tiếng loạt soạt vẫn to dần đều, như thể người nào kia đang đến gần lắm rồi. Và đột nhiên từ đâu vài viên đá nhỏ bay tới chỗ hai chị em ngồi, rớt xuống thềm bến lột bột. Con bé cháu ông Hậu nhặt lên xem rồi kêu thốt lên một tiếng. Quái lạ, ai ném mình vậy nhỉ? Cả hai quay đầu lại thì thấy một người đàn ông với tấm lưng còng, mái tóc bạc, làn da nhăn nheo đen nhẹm đang lấp ló sau gốc cây. Cả hai chưa kịp nhận ra đó là ai thì bất giác người đàn ông ấy cất tiếng trầm đục. Chạy đi, chạy nhanh lên. Cả hai hoảng hồn nhìn nhau rồi bất giác rú lên khi thấy hai cái đầu tóc tai rũ rượi, da rẻ trắng bệch đang từ từ trồi lên khỏi mặt ao. Hai chị em bật tưng dậy, quay đầu chạy lên bờ, tay chân quéo quẹo, vừa đi vừa bò. Cảm tưởng chậm tí nữa là ai đó rẽ lá sen hiện ra, lôi cổ cả hai đứa xuống ao. Đám ao gần mặt đường nên hai chị em phi thẳng ra đường, túm nhau đi về nhà bé em, không dám quay đầu lại. Tối hôm ấy, sau khi họ hàng về hết, căn nhà chỉ còn con bé cháu và vợ chồng ông Hậu ngồi nói chuyện với nhau. Thấy con bé cháu cứ thất thần, hỏi gì đáp nấy, bà Hậu thấy lạ nên gặng hỏi. Có chuyện gì mà bà thấy mày cứ thất thần thế hả? Con bé biết không thể giấu được sự tình nên đem chuyện ấy kể hết ra.
Ông bà Hậu nghe đến đây thì thất thần nhìn nhau rồi than lên. Trời ơi, ông đã cấm tiệt mày không được ra cái ao đó chơi, sao mày không nghe thế hả? Con bé cả kinh hỏi lại. Có chuyện gì thế hả ông? Ông Hậu nhìn vợ bằng con mắt thất thần rồi kể lại toàn bộ sự tình. Dạo cụ Tiếp cha ông còn sống, gia đình ở một xóm ngoài giáp đồng, nhiều tre, dúi và chuối. Đêm tối gió về nghe chuối trổ buồng, tre cọ kéo kẹt ở vườn bên thì lại bất giác dịch sát vào tường, vì sau đó người ta đồn mảnh đất nơi nhà cụ và mấy nhà hàng xóm ở có ma. Ông Hậu còn nhớ từ nhà ông mà ra đến đường là cả một con ngõ dài, hai bên chủ yếu là vườn và ao. Tụi con nít đi qua ngõ và ban đêm toàn phải hát vang cho đỡ sợ, vì kiểu gì cũng đi qua một mảnh sân đất con. Trước cái nhà vách đất mái tranh của nhà bà Bền, nhà ấy cứ đến quá nửa đêm là sẽ có ngọn đèn từ bếp đi lên vòng quanh sân rồi vào trong nhà. Đất nhà cụ Tiếp vốn là loại mua lại miếng vườn của bà Bền đó. Hai vợ chồng cụ xây căn nhà cấp 4 để ở vì điều kiện kinh tế hồi đó eo hẹp. Dạo ấy bà cụ thân sinh ra ông Hậu có một thói quen là khi đi ngủ hay để cửa sổ cho thông thoáng, bất kể là mùa hè hay mùa đông. Cửa sổ ấy nhìn thẳng vào giường. Mấy đêm liền bà cụ thức giấc nhìn ra cửa sổ, thấy một người đàn bà đứng lù lù quắc mắt nhìn vào. Bà cụ sợ quá kể cho chồng, nhưng cụ Tiếp vốn không tin vào ma quỷ nên gạt phát đi. Cực chẳng đã, bà cụ đành sang nhà bà Bền để hỏi xem đất cát thế nào. Nghe bà cụ kể thì bà Bền cười bảo. Trước kia lúc chưa bán vườn cho nhà cô, ban đêm ra vườn đi tiểu, thỉnh thoảng ta nhìn thấy một người đàn bà áo nâu, khăn đen răng vỏ đứng ở góc vườn. Gặp lúc ấy thì ta cứ giả tạng như không biết rồi lấy giọng kêu to lên rằng: tao đi đái đây. Bà cụ thân sinh ra ông Hậu nghe mà sợ hãi rùng mình, nhưng không biết làm thế nào, vì tiền dồn mua đất xây nhà hết nên cứ đành phải ở vậy. Một hôm cụ Tiếp đem chóng ra hè ngủ cho mát. Được mấy hôm thì cạch, vì cứ ngủ được một lúc thì lại có người vỗ vai bảo: vào nhà đi. Tỉnh dậy thì chả thấy ai, chỉ thấy trăng rằm sáng vằng vặc. Sau đó trong mảnh đất ấy xảy ra lắm sự việc quái đản, nên mấy nhà ở đấy cùng cụ Tiếp bỏ mảnh đất ấy mà vào trong làng ở. Sau khi bà Bền chết, mảnh đất đó họ nhau hiến cho chùa đào ao thả sen nuôi cá. Ngập ngừng một giây, ông Hậu tiếp tục kể. Dạo ấy sau khi xây xong một cái ao rộng cỡ 5 mẫu đất, dân làng họ nhau dựng một cây cầu bắc qua hai bờ ao để tiện đi lại. Cây cầu bằng cố lim sơn đỏ, nhẵn thín mở dần theo thời gian, vì đúng quần trẻ con mải lên vào những buổi chiều leo lên ngồi chơi. Dưới chân cầu là chỗ tập kết của bè luồng từ mạn ngược xuôi về đặng, sắp tới mở rộng thêm hậu viên ngôi chùa, cũng là nơi để bà con tránh nạn khi gặp cơn lũ to. Chiều đến mấy túp lều vang rộn rã tiếng thớt, làm cá cho bữa cơm chiều. Khói thuốc lào của cánh thợ thuyền đến dựng chùa bốc lên xanh Cánh trẻ tụi xóm ông Hậu dạo đó hay tụ tập ở một vùng dưới một rặng cây ven ao để tắm. Chỗ ấy thật ra là không lành, người lớn biết là cấm vì có ma nam. Ma ra. Dấu hiệu của ma nam là nước đang phẳng lặng, thỉnh thoảng lại có một xoáy nước nhỏ cuộn lên rồi lặn mất tăm. Nhìn vậy mà kéo chân người lúc nào không hay. Đấy là dưới nước. Ở trên đường cái quan thì nghe các cụ bảo là những chỗ có dớp, là những chỗ hay có những con chốt nhỏ, dạng lốc xoáy vầy rồng. Trở lại chuyện tắm ao. Đám trẻ con trong xóm nhà ông Hậu có khoảng 6-7 đứa là bạn học và một vài đứa là em út đi theo, cùng học một lớp và ở một xóm. Vào dịp nghỉ hè, bất kể buổi trưa hay chiều, hay rủ nhau ra đánh khăng, rồi đi tắm cho mát. Ông Hậu còn nhớ hôm ấy là thứ năm, lớp ông có lịch lao động buổi chiều ở trường. Vì vậy, không tham gia được với tụi nó. Khi về đến nhà thì nghe tiếng la khóc vang trong xóm. Ông Hậu thấy náo động thì vứt chổi chạy sang. Sang đến nơi mới biết mấy đứa đi tắm bữa đó bị gặp nạn. Người lớn phát hiện cứu được mấy đứa, nhưng có hai chị em con Mận, thằng Xanh thì không cứu được, chỉ mất tăm tích dù bị ngay trong cái vùng nhỏ ven bờ. Hai đứa bị đuối ở cạnh nhà nhau, rất thân nhau. Họ hàng làng xóm huy động mò suốt cả chiều đến gần tối vẫn không thấy. Dân làng họ nhau thuê đám thuyền chài lặn tìm thì phát hiện hai đứa nằm cạnh nhau ở phía bờ bên kia. Nghĩa là hai cái xác co quắp ôm lấy nhau rồi chẳng hiểu sao giạt đi một khoảng xa chừng mấy mẫu đất.
Dân làng xót thương họ nhau đem về đặt ở cổng, thì bắt đầu ở mũi, hai đứa chảy ra hai dòng máu đỏ. Mấy bà già bảo đấy là chết oan vì bị kéo chân. Mẹ một đứa nghe vậy thì cứ gào thét lên, tự trách tại mình không đề phòng. Sở dĩ mấy hôm trước thằng Danh đã kể lại giấc mơ có một con rắn từ đâu đến, quấn chặt lấy bắp chân, giật kiểu gì cũng không ra. Nghe vậy lại cho trẻ con ban ngày chơi nghịch, nên tối nhiều mộng mị linh tinh. Hai gia đình mời thầy về làm lễ, bắt cầu kiệu hồn lên, nhưng thầy nói làm là làm vậy thôi, chứ khó lắm chưa chắc đã được. Lời thầy không biết ra sao, nhưng mấy đêm sau người nhà đều mơ thấy hai đứa nhỏ cởi trần ướt ròng ròng đứng ở cổng gọi. Vụ ấy làm ông Hậu và bọn trẻ con trong xóm không bao giờ dám đi ngõ qua hai nhà đó. Bà Hậu nghe chồng kể đến đây thì sững người bảo: có khi nào con bé nhà mình hợp vía nên bị ma già nó định kéo chân không? Và ông có thấy con bé nó miêu tả cái bóng đàn ông đó quen quen không? Ông Hậu thở dài bảo: tôi là tôi đoán vòng hồn ông Năm Gù đấy bà ạ. Ông ấy cứu con bé chứ chẳng có ai vào đây đâu. Hai vợ chồng nhìn nhau trầm mặc. Cho đến ngày hôm sau, một lần nữa dân làng được nghe đồn về hồn ma ông Năm Gù một lần nữa. Số là sau khi bà Bội nghỉ bán cà phê, cái quán đó được một người đàn bà tên Thơm thuê lại để kinh doanh. Dân làng ai cũng biết là vợ chồng bà Thơm rất thương yêu nhau, dù rằng họ không có con. Bà Thơm cùng chồng sửa sang lại mấy chòi cà phê cho mới, công việc làm ăn cũng thuận lợi, nên cuộc sống của hai vợ chồng tạm gọi là ổn định. Sáng hôm ấy bà Thơm cũng dậy sớm như thường lệ, đang lúi húi dọn đèn thì lại gặp bóng người đàn ông lưng còng dò sớm đến từ rất sớm. Bà Thơm thoạt nhìn đã nhận ra ngay ông Năm Gù. Bà chẳng những không sợ mà còn chắp tay bảo: ông Năm Gù ơi, dạo còn sống gia đình tôi chịu ơn ông. Nay ông thác đi rồi, có đói có khát thì xin báo cho tôi một tiếng. Chúng tôi xin lo cho ông đầy đủ. Nói rồi bà Thơm quay trở về nhà, lấy ra một bát cơm nguội, một cốc rượu và một đĩa muối để lên cái bàn và lặng lặng tắt điện bỏ vào trong. Đến khi trời hừng sáng, bà trở ra thì thấy bát cơm đã thiêu rớt, cốc rượu cũng cạn trơ đáy. Bán đi độ một hôm sau, đang bán quán tự nhiên từ đâu xuất hiện một con chó ghẻ đang bị người ta dí đánh. Con chó chạy chối chết rồi xông vào tiệm cà phê của bà. Bà quýnh quáng vì sợ là chó dại, xách cây định đuổi nó ra. Nhưng tự nhiên bà thấy nó núp dưới bàn thờ gia tiên mà kêu lên ừ ừ. Đôi mắt của nó nhìn bà có vẻ van lơn, hoặc cũng chỉ là do bà tưởng tượng như vậy. Bà thấy tội nên quyết định cứu nó. Gã thanh niên kia lúc nãy chạy hố, liền quay lại hỏi: bà chủ có thấy con chó nào chạy ngang qua đây không? Bà Thơm lắc đầu: nãy giờ tôi bận pha nước cho khách nên có thấy gì đâu chú. Chó của chú đi mất hay sao? Đâu có, tự nhiên nó ở đâu tới thả đôi giày của tôi chạy mất. Tiện sự bố nó. Gã thanh niên và đám bạn hậm hực bỏ đi. Bà Thơm thở phào, cũng may là con chó nó ngoan, nằm yên dưới bàn thờ không có quấy. Bà Thơm thấy thương liền đem nó xuống nhà sau tắm rửa và nước muối lau những nốt ghẻ cho nó. Con chó tỏ ra rất quấn quýt với bà, còn bà thì chấp nhận nuôi nó từ hồi nào không hay. Không hiểu sao bà luôn có cảm giác thân quen lạ thường khi con chó này bên cạnh, hay những lúc bà giật mình tỉnh dậy thấy nó đang ngồi nhìn bà chăm chăm. Một lần nữa bà cảm thấy đôi mắt nó buồn rười rượi. Một hôm vợ chồng bà ngồi trong buồng khoe với con chó một thứ, đó là miếng vàng lá mà bà được con nhỏ cháu ở bên New York về gửi tặng. Đối với bà, đó là cả một gia tài nên bà quý nó lắm. Đột nhiên con chó khịt khịt mũi rồi ngoạm lấy miếng vàng chạy mất. Bà Thơm hoảng hồn chạy theo sau. Con chó vừa lao ra đường liền bị một chiếc xe 82 tông văng ra xa nằm thoi thóp. Hai ông bà lật đật chạy tới chỗ con chó, quên luôn miếng vàng. Bà kêu lên: Bẻo ơi! Bẻo! Con chó mở mắt ra yếu ớt nhìn bà, gương mặt nhăn nhó khắc khổ của bà xô lại ép cho nước mắt chảy ra. Phía sau là tiếng người thanh niên kia chửi bà vì bà để chó chạy rông ra đường. Bỗng, rầm một cái chòi cà phê của vợ chồng bà bị đổ sập do cây lâu ngày bị mối mọt ăn mục hết. Lúc này hai ông bà mới ngỡ ngàng nhận ra con bèo nó làm vậy là vì muốn cứu hai ông bà. Nếu hai ông bà ở trong nhà, chắc chắn cả hai sẽ mất mạng.
Nước mắt bà trào ra nhiều hơn. Lạ thay, con chó run rẩy lết thân về căn nhà hoang tàn của ông Năm Gù, rồi lăn quay ra tắt thở, lạnh tanh trên đôi tay đầy máu của vợ chồng bà. Hai vợ chồng hiểu sự gì xảy ra nên quỳ mọp xuống vái vong linh ông Năm Gù như tế sao. Người thanh niên bị con bèo tha dép lúc đó cũng đã trở về sau một khoảng thời gian lánh mặt mới tiết lộ. Khi hắn ta vừa về tới khu trọ thì thấy phòng mình đang bị lục lọi, đồ đạc bị phá tanh bành. Thì ra tình địch của hắn ta đã truy ra nơi ở của hắn và xách hung khí tới tìm. Nếu lúc đó hắn ta có ở nhà thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Sau khi nghe những điều bà Thơm kể, hắn ta không khỏi xúc động. Sau sự ấy, gia đình ông Hậu, bà Thơm và các thanh niên đó bảo nhau lập cái miếu thờ ông Năm Gù. Cái miếu ấy thiêng lắm. Nói đâu xa có các thanh niên không tin ma quỷ đã ra đáy thẳng lên miếu rồi buông lời chửi rủa mạt sát, mặc cho vợ chồng bà Thơm can ngăn hết lời. Quả nhiên tối đó gã bị hành lên hành xuống. Đi xem thầy thì thầy phán phạm vào miếu thiêng, phải lập đàn cúng. Lễ cúng diễn ra trục trặc từ đầu đến cuối. Thắp nhang nhang tắt, gieo quẻ 10 lần chặt lất cả 10. Mầm cúng để trên bàn gỗ ngay ngắn bày trước miếu tự nhiên tháp hoa quả đổ nhào xuống. Đặc biệt, bát nhang trên bàn cúng chợt bốc cháy phừng phừng, làm ai nấy đều đổ mồ hôi hột vì sợ. Đỉnh điểm là khi gọi vong, vong không nhập bà Đồng mà nhập vào chính gã thanh niên đó. Gã ngã vật ra thẳng đơ trên bãi cỏ, rồi đột nhiên từ từ người gã co quắp lại. Vợ gã sợ chồng gãy xương nên lao vào cố duỗi chồng ra, thì đột ngột chân gã bật thẳng tưng, đạp chị ngã ngửa, sau đó lại từ từ cuộn vào. Chị khóc như mưa. Trời tháng tư nóng nực, thầy bà đều chảy mồ hôi ròng ròng gào thét hỏi chuyện vong mà không biết phải làm gì. Rồi tự nhiên gã thẻ lưỡi ra, hết cỡ, cứ như bị ai kéo lưỡi vậy. Lúc này tự nhiên có đứa con nít đứng quanh đó buột mồm kêu: "Nhìn giống cá chê." Ông Hậu có mặt trong đám đó như bừng tỉnh, vì ông biết sinh thời ông Năm Gù rất khoái món cá chê. Ông kêu một người họ hàng nhà gã thanh niên đi mua một con cá chê tươi. Đoạn ông rửa sạch rồi cắt tiết, đem đặt lên bàn cúng. Từ lúc đó lễ cúng diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên sau đợt đó, gã thanh niên đổ bệnh, cổ ngoẹo một bên và miệng không khép lại được. Lúc nào quanh miệng cũng rãi rớt, nói không rõ. Suốt mấy tháng sau đó, không ngày nào gã không ra miếu thắp hương. Mãi về sau mới khỏi. Những câu chuyện kỳ dị về miếu ông Năm Gù, tôi sẽ kể cho các bạn nghe lần sau. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai mang tên Oán Hồn Cô Mai của tác giả Mây Hà. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. "Lại đi uống rượu về hả ông Năm? Sao đi mà không rủ tụi này đi cùng thế?" Từ trong một hàng nước có tiếng người nói ra, nghe đầy vị mỉa mai. Ông Năm được nhắc đến là lão già lọm khọm gần 60, đang nhấc từng bước chân đi ở bên ngoài. Lão vừa đi vừa lảo đảo ra chiều đã say khướt. Lão đáp lại người trong quán bằng cái giọng chua lè mùi rượu: "Ôi giời, cứ về nhà tao, tao cho mày uống cả thùng. Thằng Năm này thiếu gì mà không mời được chúng mày một bữa." Lão Năm nói xong thì gặp người nôn ọe. Đám người ở trong lập tức quay mặt đi chỗ khác. Riêng người vừa nói ông Năm là Hậu Xồm thì bật cười nói xa xa: "Ôi giời, nhà ông cả cái xóm này đều biết rồi, còn bay đặt làm cái gì. Thôi quay về mà ngu cho nó trương thây ra đi. Khiếp, làm bốc cả mùi quán ra." Chẳng biết lão Năm có nghe thấy gì không, nhưng chỉ thấy lão lườm đối phương một cái, chân nằm đá chân chiều mà lật đật đi về. Vừa đi lão vừa lẩm bẩm: "Chà, bố chúng nó dám khinh nhợn ông à, đợi đấy mà xem." Thấy bóng dáng của tên sâu rượu đã rời đi, đám người trong quán lại hò rô chúc tụng, chén chú chén anh vui vẻ lắm. Lão Năm cả làng này ai mà chả biết là kẻ nghiện rượu nặng, nhưng trước đây lại là con người hoàn toàn khác. Hồi thanh niên, lão được nhiều người quý lắm vì dáng vóc cao to, lại làm thuê rất được việc, nên nhà nào có việc lại y rằng có mặt lão. Nhưng do gương mặt xấu xí quá
gia cảnh lại nghèo hèn nên chẳng có ai chịu lấy lão làm chồng. Mãi đến năm 30 tuổi, trong một lần lên núi săn bắt thì lão thấy có người con gái rơi xuống hố sâu mà ai đó đào lên. Giữa đêm khuya vắng vẻ, tiếng kêu cứu nghe như càng nhỏ dần. Có ai không? Cứu tôi với! Lão đến sát miệng hố thì thấy cô gái đang nằm sụi lơ như người sắp chết. Lão nằm liền chặt đứt đoạn dây hà thủ ô ở gần đấy, vừa thả xuống vừa gọi cho người bên dưới tỉnh lại. Cô dì ơi, nắm chặt lấy dây rồi tôi kéo lên. Người con gái phía dưới như chết đuối với được cọc, dù mệt lắm nhưng cũng cố gắng gượng bám vào nắm dây. Một lúc sau, cô đã được lão Năm kéo lên trên bờ. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới người con gái trước mặt, lão Năm ân cần hỏi. Đêm hôm ở cô đi đâu mà để bị rơi xuống hố thế này? Mà tên cô là gì? Người con gái đáp, nhưng trong từng câu chữ lại đượm buồn đến xót xa. Em tên là Mai, nhà ở xã bên. Em lên núi để kiếm thuốc cho bố già ở nhà đang bị bệnh nặng. Không may lại bị rơi xuống hố này. May quá có anh cứu giúp, chứ không thì em cũng chẳng biết làm sao. Lão Năm nghe cô gái phân trần thì chẹp miệng xua tay. Thôi thôi, có gì đâu mà cô làm nghiêm trọng thế. Nếu cô tin tưởng thì theo tôi xuống làng tìm đại phu. Nhìn cái chân của cô chắc bị thương cũng không nhẹ. Chẳng ngần ngại gì mà Mai đi theo lão Năm. Nhờ sự giúp đỡ của lão mà cô không chỉ chữa khỏi chân của mình, mà bệnh tình của cha cô cũng có phần thuyên giảm. Cảm nghĩa của lão, thường ngày Mai đều lui tới, lúc thì quét cái sân, lúc lại giặt quần áo. Lão Năm nhiều lần ngượng chín mặt khuyên Mai không cần đến, nhưng đều bị từ chối. Nhờ ơn anh mà bố em mới mau bình phục như vậy, anh cứ để em làm cho tròn đạo nghĩa. Từ ngày nghe tin lão Năm cứu được người thì người trong làng không ngớt lời bàn tán. Nhiều gã thanh niên còn không ít lời châm chọc lão. Gớm, cóc kẻ lại còn đòi ăn thịt thiên nga cơ đấy. Lời của chúng cũng đúng thôi, vì vẻ ngoài của hai người là quá khác biệt. Mai có nước da trắng nón, lại trong tuổi đôi mươi trăng tròn nên thân hình đầy đặn lắm. Khuôn miệng xinh xinh, lời nói ngọt ngào, lại đảm đang vô đối. Còn lão Năm chỉ được cái sức vóc to con, trước gương mặt thì đen ngăm, lại thêm vết thẹo dài bên má do một lần bị ngã để lại sẹo. Nghe người làng nói thì lão ngại lắm, không phải ngại cho bản thân mà sợ Mai bị thiệt thòi. Tôi nói thật nhé cô Mai, có lẽ cô cũng đã nghe thấy lời đồn trong làng rồi. Tôi thì chẳng nghĩ gì cho bản thân, nhưng về phần cô, thế thì lại không hay. Nên thiết nghĩ cô nên về chăm sóc ông cụ thân sinh, chứ đừng sang đây làm gì mà ảnh hưởng đến nhân phẩm của cô. Mai đang lau cái bàn gỗ ngoài gian giữa, nghe thấy lão nói vậy thì thở dài. Chưa, không phải là anh chê em phiền hay sao? Ấy chết, tôi làm dám. Cô thấy đấy, cô đến đây là nhà của tôi, mà tôi cứ ngỡ nhà của người ta ấy chứ. Cô chớ có hiểu lầm ý tôi. Vậy anh Năm không có ý gì với tôi thật sao? Hỏi xong thì Mai liền quay đi. Đôi má ửng hồng làm gương mặt cô lại càng thêm xinh đẹp. Ngỡ như mình nghe lầm, lão Năm lấy cái ngón tay ngoáy vào trong tay mấy hồi rồi lắp bắp hỏi lại. Cô nói gì cơ? Mai phụng phịu, cô quay lại nói một cách nghiêm túc. Ý em bảo là anh có chịu lấy em làm vợ hay không? Lão Năm há hốc, hơn 30 tuổi đầu chưa mảnh tình vắt vai, bà mối cô tơ gì cũng chẳng hề ăn thua. Vậy mà cô gái xinh xắn trước mặt lại muốn lấy ông làm chồng. Chả phải là nằm mơ hay sao chứ? Lão vừa đánh đôm đốp vào mặt vừa lắp bắp. Tỉnh đi thằng Năm, mày mơ cái gì thế này? Mai che miệng cười, từ từ đi đến đặt tay lên mặt người đàn ông phía trước, giọng nói nhẹ nhàng. Em nói thật đấy, nếu anh không chê thì lấy em làm vợ nha. Em cũng không quan tâm họ nói gì cả đâu, bố mẹ em cũng đồng ý rồi. Như không tin vào tai mình, lão Năm sững sờ một lúc lâu, cái đầu không tự chủ mà gật xuống. Đám cưới của chàng ếch nhái với nàng thiên nga đợt ấy làm xáo động cả một vùng. Đám cưới tuy nhỏ nhưng dân làng kéo đến chung vui rất nhiều, kẻ nâng ly, người chúc tụng.
nhưng cũng không có ít những lời xỉa xói ra vào. Ban đầu lão Năm cũng ngại lắm, nhưng được vợ động viên nên đã tự tin thêm phần nào để hòa vào cuộc vui. Ngỡ như mối tình như cổ tích sẽ kéo dài đến trọn đời, nhưng có vẻ ông trời chẳng muốn cho ai tất cả điều gì mà luôn tìm cách cướp đi. Sau khi lấy vợ về được vài tháng thì lão Năm chợt thay tính đổi nết. Lão trở nên ghen tuông một cách mù quáng. Có lẽ thấy người con gái mơn mởn xuân xanh trước mặt làm cho lão chẳng thể nào yên lòng, mà luôn sợ bị đánh mất. Nhiều lần thấy Mai cười tươi, nói chuyện với người đàn ông khác thì lão Năm trở nên điên dại. Lão đợi vợ về nhà rồi cải then đóng chốt, đập phá đồ đạc, tra hỏi vợ như một kẻ có tội. Mai nhận thấy rõ sự thay đổi của chồng, nhưng vốn là người con gái chung thủy, cô vẫn luôn ấp ủ rằng sẽ khiến con người của lão trở về như xưa. Nhưng chớ trêu thay, đời lắm chuyện, miệng đời cũng chẳng buông tha. Một lần, lão nằm ở quán bà Tư Béo nhắm mồi, đang ngả ngả say thì có vài ba thanh niên trạc tuổi tiến lại. Bà Tư cho tụi con ít đậu rang với cút rượu ra nhé. Có ngay đây. Tiếng bà Tư từ trong bếp vọng ra. Đám người thấy lão Năm ngồi uống một mình thì lân lê sang nói chuyện. Hồi trước chúng đều tìm cách tán đổ Mai, nhưng không thành, nên anh ấy đều coi lão Năm như cái gai trong mắt. Một tên râu ria xồm xoàm biết tính lão Năm hay ghen thì nháy mắt cho đồng bọn thêm lời châm chọc. Anh Năm, sao hôm nay lại uống một mình thế này? Lão Năm nhìn sang vẻ mặt chẳng quan tâm, cũng không trả lời. Một tên khác lại thêm. Ai chà, lấy là được vợ ngon nên chẳng coi mấy anh em thuộc nối khố ra cái gì đây mà. Kẻ còn lại thì chẹp chẹp cái miệng, khẽ liếc về lão Năm ra chiều thăm dò, rồi cố ý nói to để mọi người cùng nghe thấy. Vợ đẹp thì làm được cái gì, nó đang hú hí với thằng khác ở ngoài kia kìa. Anh Năm cẩn thận mà cao lên mấy mét đấy nhá. Cái gì? Mày nói cái gì? Tên kia vừa dứt lời thì bị lão Năm sấn tới, nắm cổ áo mà vật xuống đất. Mắt lão không biết do rượu hay tức giận mà gằn lên từng mạch máu đỏ lừ. Tên kia bị đẩy ngã đau thì không ngừng rên la. Nghe thấy lão hỏi thì ấp a ấp úng không ra hơi. Tên râu xồm vội lao vào can, cũng không quên nói thêm. Nó nói đúng đấy anh Năm. Vừa nãy tụi em đi qua đầu làng thì thấy chị Mai đang thậm thụt với ai đó nhìn lạ lắm. Thôi thì có gì anh về hỏi chị là rõ. Nói đoạn cả ba tên kéo nhau bỏ chạy. Cách một đoạn chúng mới quay lại nhìn lão mà cười khẩy. Để xem đợt này chúng mày có yên ấm được không. Tao không có được thì chúng mày cũng đừng mong được hạnh phúc. Ngay sau đó lão Năm cũng lật đật chạy đi. Hai bàn tay siết chặt, bỏ lại phía sau tiếng bà Tư Béo đang hấp tấp gọi. Thằng Năm! Thằng Năm ơi! Mày còn chưa trả tiền tao cơ mà. Lão trở về nhà, mặt hầm hầm đầy sát khí. Một lúc sau, Mai dắt chiếc xe đạp cũ lò mò từ cổng vào. Đang định xách chiếc giỏ vào trong thì một cái tát như trời giáng vào mặt của cô, làm cô ngã sóng xoài ra mặt đất. Còn kia, mày vừa đi đâu về hả? Mày đi hú hí với thằng nào sau lưng tao phải không? Lão Năm chỉ thẳng tay vào người vợ đang ôm mặt dưới đất mà quát. Sau một lúc, Mai mới đứng dậy giải thích. Em bảo đi chợ từ sáng rồi, sao bây giờ anh còn hỏi? Mày đi chợ mà để chúng nó bảo mày thậm thụt với thằng nào ở đầu làng à? Thằng đấy là thằng nào? Mày khai nhanh. Mai thấy mùi rượu phả thẳng vào mặt thì biết chồng mình đã say. Cô dịu dàng nói. Anh say rồi, thôi có gì để chiều rồi nói. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái hất tay đầy thô bạo của người chồng. Lão cào lên như muốn cho cả làng đều biết. Cái đồ đĩ thỏa! Mày tòm tem với thằng nào xong lại muốn tao im lặng? Mày muốn tao ngủ xong, mày lại đi mèo mả với thằng kia phải không? Không phải đâu chồng ơi, em nào có đi với ai đâu. Sao anh lại nghĩ oan cho em như thế? Mày còn cãi à? Cái đồ lăng loạn! Nói xong, lão đá vào bụng cô. Mày hét lên một tiếng đầy thê thảm. Hàng xóm thấy có tiếng la thì tất tả chạy sang. Thấy từ phần hạ bộ của chị máu đang chảy ra ướt đẫm chiếc quần sờn màu thì hốt hoảng hò nhau đưa chị đến thầy lang. Có những người không kìm được mà quay lại vả cho lão mấy phát rồi hét vào mặt lão. Nó đang có thai mà sao mày đánh nó như thế? Mày lại lên cơn ghen phải không?
Trời ạ, mày xem lại cái bản thân mày đi. Lão nghe từng chữ như nuốt vào cổ họng. Có thầy ư? Mày đã có thầy ư? Lão thấy vui ở trong lòng, nhưng rồi lại nghiến răng. Chắc gì nó là con mình. Con đàn bà lăng loạn này, mày định để tao nuôi con thằng khác đúng không? Rồi lão đi đi lại lại lẩm bẩm một mình, và vẫn luôn cho rằng vợ ngoại tình nên có con. Ai nấy đều ngán ngẩm, bỏ mặc lão chờ vợ một mình mà quay về. Hãy tin mình bị sẩy thai, mày đau đớn tột cùng, lại càng đau đớn hơn khi chẳng thấy bóng dáng của lão Năm đâu. Hơn lúc nào hết chỉ cần có người ở bên để san sẻ những nỗi đau này, nhưng lại chẳng có một ai. Nào chị đâu có biết, lão đang nằm ở nhà gái ò o ra chiều say giấc lắm. Nào có quan tâm chị sống chết ra làm sao? Chiều hôm đó, người ta không thấy cô vợ tội nghiệp ở đâu. Nhiều người thương cảm đi tìm nhưng đều bặt vô âm tín. Tối đến lão Năm mới tỉnh dậy. Cơn say qua đi làm cho lão nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng không để cho lão có thời gian để hối hận thì bà Tư quán nước đã lao đến. Thằng Năm, mày gây nghiệp rồi, mày ra đầu thôn nhanh. Dù không biết chuyện gì nhưng lão cũng chạy theo một cách vô thức. Từ xa lão đã thấy ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc sáng trưng nơi cây đa đầu làng. Tiếng rì rầm bàn tán không ngớt, cũng có những tiếng thét đầy sợ hãi khi phải nhìn một thứ gì đó đầy hãi hùng. Bà Tư đẩy lão lên phía trước, bấy giờ lão mới nhận ra ánh mắt của mọi người dành cho mình đầy oán trách. Nhưng chẳng lâu sau thì lão hét lên đầy kinh hoàng. Mai! Mai! Trước mắt lão trên cành cây đa đã ngót nghét trăm tuổi, đang lơ lửng treo một thi thể mà không ai khác chính là Mai. Một màu áo trắng tinh bay phấp phới trước gió, tóc cổ buông xóa kéo dài đến tận hông. Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ lại tái mét, lưỡi thè ra và cái cổ cũng bị kéo dài thêm một đoạn. Cái chết thảm của Mai khiến lão trở nên điên dại. Lão tự trách bản thân đã vì ghen tuông mà khiến cho gia đình tan nát. Kể từ đó lão luôn chìm vào những cơn say bí tỉ như để quên đi sự việc ám ảnh ngày nào. Còn ba gã đã gián tiếp gây ra cơn gia biến là Hậu, Phụng và Lành thì lúc này mới thật sự sợ hãi vì trò đùa của mình. Nhưng chẳng ai có thể trách họ, vì cũng đâu ai hay biết. Có chẳng chỉ có lão Năm là hay, nhưng lão đã sớm trở thành tên sâu rượu chẳng màng thế sự rồi. Vậy là ba kẻ ấy đều nhợn nhơ như không có hề việc gì. Gần 30 năm sau, chúng vẫn cái thói như vậy, luôn đi xăm soi vào gia đình người khác, khiến cho bao nhà phải lục đục. Và chúng cũng chẳng quên mỉa mai lão Năm về sự việc năm xưa. Và cứ thế, suốt 30 năm, bộ tam cà khịa của làng vẫn duy trì nếp sống bẩn của mình, dù đã có con có cháu để huề. Sau khi trêu lão Năm xong thì cả ba cười phá lên. Lão Hậu râu ria vẫn xồm xoàm chỉ vào lão mà nói: đúng là vô dụng, chỉ vì một con đàn bà mà ra như thế này, quả là nhu nhược mà. Đoạn cả ba lại nâng ly uống khả chén rượu. Lão Phụng uống xong thì tặc lưỡi nghe tiếc nuối nói: phải chỉ hồi đó còn Mai theo mình thì có phải hơn không? Nhưng nói ra cũng đáng tội vì chúng mình mà. Chưa kịp nói hết câu thì lão đã bị hai người bên cạnh lao đến bịt miệng. Im ngay, mày nói ra đây để người ta biết hết à? Lão Phụng như nhận ra sự sai lầm của mình thì nín bặt. Cả ba lão lại mạnh ai nấy uống, im phăng phắc như tờ giấy lặng. Tối hôm đó ở cây đa đầu làng, một bóng người đeo tay nải đang cất bước đi tới. Đến chỗ cây đa, người đàn ông đó dừng lại rồi bất chợt cúi xuống, giọng nói nghe âm lãnh nhưng đầy uy nghi: cháu đợi mẹ hay sao? Gió bắt đầu nổi lên dữ dội, và áo của người đàn ông bay phấp phới. Nhưng sợ hãi hơn cả là hòa trong làn gió mát đến ớn lạnh đó là tiếng của một đứa trẻ the thé đáp lại: ông cứu mẹ cháu với. Người đàn ông mỉm cười, lấy tay xoa vào không khí như xoa đầu một đứa trẻ rồi đáp lại: ông biết rồi, để ông thả mẹ cháu ra nhé. Đoạn ông ta đứng dậy phất nhẹ tà áo, từng luồng khí chạy qua thân thể ông ta sáng rực cả một khu. Theo đó là những pháp chú và chỉ quyết được phô diễn một cách nhanh chóng. Chỉ nghe một tiếng rắc phát lên nghe rõ rệt, ông ta mỉm cười quay đi, không quên để lại câu nói:
có oán tất báo. Ta chỉ mong mẹ con cô sáng suốt mà không làm hại kẻ vô tội. Từ đằng sau, hai thanh âm vang lên đầy quái dị. Mẹ con tôi xin đội ơn thầy. Một tràng cười vang lên, bóng của người đàn ông cũng mất dạng, và sau đó là hai thân hình dần hiện ra rõ rệt. Chúng mày phải chết, tao sẽ báo thù. Ở một căn nhà khang trang bề thế, một người đàn ông khác đang ôm ngực ho ra một bụng máu. Hắn ta nghiến răng chửi thề vô cùng tức giận. Là thằng khốn nào đã phá giải bộ của ta? Đoàn hắn lại đưa tay che miệng, nhưng cũng không ngăn trở được dòng máu nóng đang tuôn ra từ cổ họng. Không xong rồi, cô ta quá mạnh, e rằng tính mạng của ta cũng khó giữ. Chết tiệt, là kẻ khốn nào đã ra tay? Trong làng, tiếng chó chu lên từng hồi ai oán. Hết nhà này lại đến nhà khác như có một kẻ lạ mặt đang di chuyển ở ngoài đường. Các căn nhà cũng đã tối đèn từ lâu, chỉ có thấp thoáng một vài ánh sáng hiu hắt. Có lẽ họ không hề nghe thấy tiếng cười đầy ma mị đang bao trùm cả khu làng. Mai! Mai! Em về đấy sao Mai? Lão Năm đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi mà lão thấy có bóng người quen thuộc đang đứng ở đó nhìn lão. Người con gái chẳng trả lời, chỉ mấp máy môi như đang có điều muốn nhắn nhủ. Lão lao tới bám vào song cửa, gào thét trong đêm, nhưng bóng trắng kia vẫn cứ một mạch rời đi. Lão cố vươn cánh tay ra để níu kéo, nhưng không thể. Rồi như không thể chịu được nữa, lão hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng rồi bật người tỉnh dậy. Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Khắp người lão chảy đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên lão mơ thấy Mai, người vợ quá cố của mình, tìm vào trong giấc mộng. Lão vội tu ực chén nước, đôi mắt lại đỏ lên ửng ực nước. Bây giờ lão không say nên lão vẫn nhớ tất cả chuyện đã xảy ra. Mặc cảm tội lỗi làm cho lão thấy bất lực, nhiều lần muốn tìm cái chết mà không dám. Nghĩ ngợi lúc lâu, lão lại tìm chai rượu mà xốc lên tu ửng ực như kẻ chết khát. Lão muốn uống thật say để quên đi tất cả, quên hết những chuyện không vui trước kia. Nhưng lạ thay, càng uống lão lại càng tỉnh, uống đến mấy chai mà người vẫn cứ tỉnh bơ. Lão cứ thế mà chìm vào trong những ký ức thuở trước. Lão nằm vật xuống, khóc rừng rức như một đứa trẻ. Đoạn lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi xin cô tha cho tôi. Tôi xin cô tha cho tôi. Tiếng lão hậu hét toáng lên trong màn đêm tĩnh lặng. Ông sao thế? Đêm hôm sao lại hét lên như vậy? Hàng xóm lại tưởng đánh nhau. Lão hậu bật dậy, lau những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán. Tôi mơ thấy ác mộng bà nọ. Không có gì đâu, bà ngủ tiếp đi. Bà Thảo, vợ của lão hậu nghe vậy thì cũng trở mình nằm xuống. Còn lão thì lại buông chân đi ra phía ngoài, trong đầu thầm nghĩ. Sao lại mơ thấy nó không biết? Đúng là ác mộng mà. Lão hậu đi ra đến bậc thềm tam cấp thì đặt mông ngồi xuống. Lão vớ lấy điếu cày dựng ở vách tường rồi châm lửa rít lấy rít để. Từng làn hơi sộc thẳng vào trong cổ họng nghe khét lẹt, nhưng lúc này lại làm lão trở nên tỉnh táo cực kỳ. Bấy giờ chỉ mới là canh hai, nhà nhà đều yên giấc, bóng tối bủa vây khắp mọi con đường. Nhưng tiếng con chó mực nhà lão sủa lên khiến cho lão không khỏi giật mình. Con chó này tinh lắm, hễ nó sủa là phải có chuyện gì đó đang diễn ra. Mực! Im ngay! Qua lớp khói đang nhẹ nhàng tản đi, lão quát về phía con mực đang giằng lấy dây xích chó móng về cánh cổng mà sủa lên từng hồi. Nhưng chưa được bao lâu mà nó chợt rên lên ư ử. Dáng dấp nhỏ thó của con chó đã được nuôi 2 năm, run lên bần bật. Đoạn nó lùi về đằng sau như đang trốn tránh một thứ nguy hiểm. Lão hầu thấy làm lạ, lão tự nhủ trong đầu. Hay có cái đứa nào nó rình mó nhà mình. Thôi chết, khéo nó định đánh bà con mực nhà mình cũng nên. Nghĩ ngợi lúc lâu, lão đánh liều vác theo cây gậy mà lần mò ra phía cổng. Tiếng con chó vẫn rên lên từng chập, đôi lúc còn ẳng lên nghe vẻ sợ hãi. Đến trước cánh cổng, lão nhìn trước ngó sau nhưng cũng không thấy có một bóng người. Bao vây tất cả chỉ là một khoảng không tăm tối mà thôi.
thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu rả rích của bọn côn trùng, khiến cho lòng người càng trở nên tê tái. Lão quay lại phía con chó, xoa đầu nó lúc lâu rồi thầm nhủ. Có ai đâu mà nó lại sợ như thế, mà cũng chẳng có dấu hiệu gì là bị chúng bà cả. Đang nghĩ thì lão giật bắn mình khi con chó đang nằm phục dưới đất tự nhiên lại bật dậy, miệng gầm gừ, mắt trợn lên đỏ rực. Lão từ từ quay người lại thì phải dụi mắt đến lần thứ ba mới dám tin vào mắt mình. Ai đấy? Định mò gì ở ngoài nhà tôi đấy? Người mà lão đang hỏi là bóng trắng đang lượn lờ ở phía bên ngoài. Những bóng cây cứ rung rinh trong gió như muốn tăng thêm mấy phần ma mị. Trong màn đêm tăm tối, chị nhìn thấy mái tóc xõa dài đến gót chân đang phấp phới bay cùng tà áo trắng. Một giọng nói âm u đầy ma mị vang lên như chốn u linh vọng về. Trả mạng cho tao, trả lại mạng cho tao, chúng mày sẽ phải chết, phải chết. Sau đó là một điệu cười ma quái phả thẳng vào mạng nhĩ của lão. Lão hậu lúc này chỉ biết trố mắt để nhìn, dáng điệu vô cùng ngạc nhiên. Lão giật lùi người lại phía sau, miệng không ngừng lắp bắp. Mày, sao mày lại thoát ra được? Không thể nào, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đoạn lão vùng dậy chạy vào trong nhà, nhưng lại đứng chết sững khi thấy có bóng người đang đứng ở đó đợi sẵn. Ông làm gì ngoài này mà lâu thế? Hóa ra đó là tiếng của bà Thảo. Thấy người vợ đang đứng trước mặt, lão thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Đoạn lại quay về phía sau để nhìn ngó, nhưng không thấy gì cả. Miệng lão khẽ thở phào, nhưng đột nhiên lại á khẩu. Bà Thảo không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Từng dòng máu chảy xuống, đỏ lòm cả khoang miệng. Bà cất lên, giọng nói lành lành. Ông ơi, cô Mai gọi ông đi cùng kìa, sao ông không trả lời? Bấy giờ gương mặt của bà Thảo trở nên thật vặn vẹo, một lúc sau đã hóa thành gương mặt hốc hác đầy sỏi bọ mà lão hậu không thể nào quên. Đó là gương mặt của cô Mai. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao, đồ ác quỷ, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết hết cả nhà chúng mày. Tiếng gào thét ai oán chĩa thẳng vào lỗ tai lão, làm cho lão phải đưa hai tay bịt lấy hai tai của mình. Miệng vẫn không ngừng gào thét. Cút đi, đồ quỷ cái, cút đi. Toàn thân lão lắc qua lắc lại, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho lão bừng tỉnh. Dậy đi ông. Ông ơi, ngủ gì mà say thế, sáng sớm rồi. Lão hầu thở hổn hển. Mọi chuyện trong giấc mơ lão vẫn còn nhớ như in, lòng bàn tay đang ướt nhẹp vì sợ hãi. Hóa ra lão đã mơ trong mơ. Nhưng giấc mơ quá thật khiến cho lão bồn chồn. Một lúc sau lão mới định thần lại, xỏ lấy đôi dép bị đá vào trong gầm giường mà đi ra ngoài. Chưa kịp ra đến nơi thì lão đã bị bà Thảo kéo lại, giọng nói dịu dàng mất tâm, mà thay vào là tiếng hét nghe thật chói tai. Ông nghe chuyện gì về nhà lão lành chưa? Đang bực bội vì chuyện mơ mộng lại nghe vợ hỏi những câu mông lung thì lão bực mình, nhau mày đáp. Ở hay cái bà này, tôi vừa ra đến cửa thì biết cái gì? Thế ở nhà nó bị gì mà bà hốt hoảng thế? Bà Thảo dừng đôi mắt sợ hãi tìa về phía chồng, giọng nói có chút bình tĩnh hơn nhưng lại run run sợ hãi. Lão lành chết rồi, chết vì treo cổ, chồng ghê lắm ông ạ. Lão hầu như say sầm mặt mày, miệng không ngừng lắp bắp. Sao cơ? Sao lại treo cổ chết cơ chứ? Đoạn không để vợ đáp, lão đã phóng trên con xe máy vừa được đứa con trai trên thành phố gửi về đến nhà lão lành. Nhưng có điều cả hai vợ chồng lão đều không biết, có một nắm tóc dài ngoãng nằm chỏng chơ trên nền sân gạch, nơi trong giấc mơ lão đã kinh hoàng khi bị oan hồn cô Mai dọa đòi mạng. Vừa đến cửa cổng đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của vợ con lão. Ông ơi, sao ông lại bỏ tôi đi thế này? Sao ông lại bỏ vợ con mà đi thế ông ơi? Bên cạnh bà Hà, vợ lão lành, là những đứa con đủ nếp đủ tẻ đang sụt sùi than khóc. Lão hậu nhanh chóng vào trong,
thấy thân xác của người bạn già đang nằm trên mặt đất, chân tay đã cơ cứng cả lại từ lúc nào. Trên cổ lão còn hẳn lên vết dây thừng thâm tím, mắt của lão vẫn đang trợn lên trắng giá, nhưng lạ ở chỗ, ai thân thích đến gần vuốt mắt thì lão cũng không chịu. Những người xung quanh không ngớt lời bàn tán, phải đến khi đứa con út đến vuốt mắt trọn lão thì lão mới chịu nhắm mắt lại. Cũng đúng thôi, vì khi sống lão rất quý đứa con út. Anh chị nó đi làm xa, còn mình nó năm nay mới 15 là còn ở nhà bầu bạn với hai vợ chồng già, thì hỏi sao lão không thương. Sau khi nhập quan thì lão hậu ở lại phúng viếng rồi phụ giúp gia đình lão lành một tay. Vì dù sao khi sống, lão cùng lão lành và lão phụng cũng là anh em chí cốt với nhau. Nhớ đến đây, lão hậu mới nhìn ngó xung quanh ra chiều thắc mắc. Lão phụng đâu mà không thấy đến. Đợi một lúc cũng không thấy người bạn già còn lại của mình đâu, thì lão hậu cũng tặc lưỡi rồi quay đi làm. Dường như vì thế mà lão quên mất sự kinh hoàng đã bám theo lão từ trong giấc mơ hôm qua. Đang loay hoay kể lại bàn ghế thì lão bất ngờ thấy một nắm tóc đàn bà rơi trên mặt đất. Không nghĩ ngợi gì nhiều, lão sai thằng Tí, hàng xóm của lão lành lấy chổi quét. Tí, lấy cái chổi quét chỗ này cho sạch đi nhanh lên. Dạ vâng. Khoảng 2 tiếng sau, công việc chuẩn bị cho tang gia cơ bản đã hoàn thành. Bấy giờ lão hậu mới có thời gian ngồi nghỉ. Đánh mắt về phía cổng ra vào, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt lão. Không ai khác là lão Phụng. Chồng lão hôm nay lại rất khác. Thân hình to béo núc ních của lão bây giờ như sụt đi mấy ký. Hai mắt thâm quầng, đen thui như bụi than bếp vào mặt. Lão lết từng bước mệt mỏi về phía lão hậu, đoạn đặt cái mông nặng trịch xuống chiếc ghế gỗ. Nghe vẻ lúc này đang kêu lên răng rắc. Lão hậu vỗ vào vai lão rồi hỏi. Này lão làm sao mà uể oải thế? Mà sao giờ mới đến? Tao mệt quá, đợi vào viếng nó một lát xong rồi tao kể. Đoạn lão lại mệt nhọc đứng dậy đi vào bên trong căn nhà. Lão hậu ở bên ngoài thì lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những người hàng xóm của lão lành. Một người đàn bà lên tiếng vẻ bí hiểm. Các ông bà tin tôi đi, là ma vật chứ không phải tự tử đâu. Một người đàn ông trung niên ngay cạnh đấy lập tức phản bác. Vớ vẩn, ma quỷ gì, toàn là để dọa người. Người đàn bà bị nói thì nguýt dài một cái, đoạn cất cái giọng chua lét của mình lên nói lại. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Dù cách không xa, nhưng vì tiếng ồn của đám tang nên lão hậu phải căng hết lỗ tai để nghe ngóng. Nhưng chả biết vì để tăng thêm độ kịch tính hay liêu trai gì, mà người đàn bà càng ngày càng nói nhỏ. Bực mình, lão chạy luôn sang chỗ đám người đang tụ tập thì mới nghe rõ được tất thảy. Người đàn bà hắng giọng một cái rồi mới kể. Tối qua lão đi đánh cá về thì có ngang qua nhà tôi, nhưng vẻ mặt thì lạ lắm. Lão chạy như bị ma rượt vậy, vẻ mặt thì thất thần như kẻ không hồn. Tôi có gọi lại nhưng không biết do tai điếc hay thế nào mà không chịu quay lại. Bực mình quá tôi quay vào trong nhà, còn không ngừng cảm ràm về thái độ của lão với chồng tôi. Tôi đến đang ăn cơm thì nghe có tiếng la hét ở bên đó. Vợ chồng tôi vội vàng chạy sang thì tá hỏa khi thấy lão đang ngồi vắt vẻo trên cây xoài trước cổng. Vợ còn lão thì đứng hết ở bên dưới không ngừng kêu la. Nhưng tuyệt nhiên lão chẳng hề trả lời. Lão cứ ngồi ở trên cười đến toét miệng. Mà kể ra cũng lạ, quen biết nhau bấy lâu nay không ít lần nói cười với nhau. Vậy mà khi lão cười lên một tràng như thế thì tôi như muốn té xỉu. Nó mà mị đến mức như tiếng người âm vọng về. Mà tôi nói khéo các bác không tin chứ. Tiếng cười của lão như có tiếng đàn bà hòa cùng vậy. Nghe mà giỡn hết cả tóc gáy. Người lúc nãy phản bác lại, tiếp tục lên tiếng. Đúng là đàn bà, chuyện gì cũng nói ra được. Người ta cười mà bà cũng nói là liêu trai. Mọi người đang hóng chuyện thì bị người đàn ông cắt ngang nên ra chiều bực mình lắm. Một người lên tiếng trách móc. Ông không nghe thì đi ra chỗ khác đi, cứ chen ngang vào là sao? Tiếng những người xung quanh đồng thanh ủng hộ. Đúng đấy, ra chỗ khác đi. Người đàn ông bị mọi người quở trách thì gương mặt đỏ gay. Trước khi đi ra chỗ khác còn kịp bỏ lại một câu. Đúng là cái bọn mê tín. Người đàn bà đang kể chuyện quắc mắt về bóng lưng người đàn ông, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa. Mọi người thấy vậy thì xua tay bảo bà kể tiếp. Lão lành thì cứ ngồi ở trên cây để cười,
mặc cho vợ con đang gọi ở bên dưới. Bây giờ ông nhà tôi đang định trèo lên trên để đỡ ông ấy xuống, thì leo được nửa chừng thì ngã chỏng queo ra đất. Từ trên cao, lão lành ném mạnh chiếc dép xuống và thẳng vào mặt ông nhà tôi một cái đau điếng. Đoạn lão lại cười lên khanh khách. Mấy người hàng xóm khác cũng thử trèo lên, nhưng người thì bị trượt chân, người trèo được lên thì bị gãy cành mà ngã xuống. Ấy vậy mà lão lành vẫn cứ đung đưa người. Kỳ quái hơn cả là lão còn nói ra những câu vô cùng man rợ. Tao trèo cổ chúng mày, tao moi gan chúng mày, tao chém phanh đầu chúng mày, rồi chúng mày sẽ phải chết. Sau đó là một tràng cười khanh khách phát ra. Đang trong lúc mọi người hoang mang thì bất thình lình lão nhảy tót xuống, gương mặt thất thần rồi tự đi vào trong nhà. Sau đó không thấy động tĩnh gì nên chúng tôi cũng bỏ về. Đến gần sáng thì nghe tin lão đã treo cổ chết. Đoạn người đàn bà hớp một chén nước chè, khà lên một cách sảng khoái như để lấy lại giọng. Xong bà ta hướng về phía mọi người, gương mặt đắc chí nói: Thế thì không phải ma ám thì là gì? Mọi người cứ hỏi mấy người hàng xóm chung quanh đây xem, ai cũng sẽ kể như tôi mà thôi. Những người ở đây bán tín bán nghi, nhưng tuyệt nhiên không phủ nhận, bởi bấy lâu nay trong làng cũng xảy ra không ít những vụ tâm linh thần bí như ma nhập hay trùng tang. Nhưng điều người ta kinh sợ nhất là ở nguyên nhân cái chết của lão lành lại trùng với những gì lão đã nói khi tâm trí không ổn định. Tao trèo cổ chúng mày, tao moi gan chúng mày. Bấy giờ người ta mới băn khoăn về lời nói của lão đã ứng nghiệm ngay trên thân thể của lão. Vậy còn hai bế còn lại là để dành cho ai? Lão Hậu nghe được toàn bộ câu chuyện thì thất thần ra mặt. Nếu như trở lại 2-3 hôm trước đây thì lão sẽ chẳng tin vào lời nói của người đàn bà kia. Nhưng lão lại nhớ về giấc mơ hôm qua đã làm lão khiếp vía thì không khỏi nghi ngại. Lão càng nghĩ lại càng không thể tin lão lành là do tự sát mà chết. Bởi lẽ chỉ mới hôm qua, khi bộ ba chuyên cà khịa ngồi nhậu với nhau, thì lão lành còn khoe con trai lớn sắp về và sẽ cho lão một khoản tiền để tu sửa ngôi nhà. Lúc nói lão còn tươi tỉnh và vui thích lắm. Nếu vậy thì sao lão lại có thể tự sát được cơ chứ? Nếu vậy thì người xa lạ cũng khó tin chứ huống hồ gì là ông. Đang nghĩ ngợi lung tung thì lão Hậu giật mình khi có bàn tay đang đặt lên vai. Giọng nói của lão Phụng vang lên làm cho lão chấn tĩnh lại được đôi chút. Làm gì mà đứng ngơ ra thế? Về nhà tao kể cho nghe cái này. Đoạn không để lão Hậu trả lời, lão Phụng đã đi thẳng ra ngoài cổng. Phía sau dù đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lão Hậu vẫn léo đéo theo sau. Cả hai lão bỏ đi, để lại phía sau là tiếng than khóc não lòng cùng với lời ca thê lương của đoạn khóc mướn. Ẩn hiện đâu đó là bóng dáng gầy nhom của một người đàn ông đang dương mắt nhìn hai người cùng với hai dòng lệ. Chả mấy chốc mà đã đến nhà lão Phụng. Về đến nhà, lão liền ngó nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn là không có ai thì mới kéo lão Hậu lại cái bàn uống nước, cất giọng run run. Tối qua tao gặp ma. Lão Hậu tròn xoe mắt nhìn lão bạn như không tin mà hỏi lại. Gặp ma? Nhưng mà là ai? Là con Mai. Từ Mai vang lên làm cho lão giật mình cái thót. Lại là cái tên Mai. Hôm qua lão cũng mơ thấy Mai về đòi mạng, nhưng không để lão đợi lâu mà lão Phụng đắp vạch cổ ra cho lão nhìn. Tối qua nó về nó bóp cổ tao đấy mày. Chỉ sợ không lâu nữa nó giết tao mất. Lão Hậu bấy giờ mới nhìn kỹ được cổ của lão bạn, rồi bàng hoàng nhận ra những vết ngón tay đang in hẳn ở trên cổ lão. Nó tím ngắt, lại cho thấy lực bóp rất chặt. Không đợi lão hỏi thêm gì, bà lão Phụng đã lôi ra một bọc ni lông. Ở trong đó đang đựng một nhúng tóc khá dày. Lão đưa ra trước mặt lão rồi nói: Tối qua nó về tao cứ tưởng là mơ, sáng ra thì thấy chỗ nó đứng trong mơ lại có nhúng tóc như này. Mày mau nghĩ cách đi, chứ thế này thì chết mất. Lão Hậu đưa tay đón lấy nhúng tóc tỉ mỉ quan sát rồi nhẹ nhàng trấn an: Chắc là tóc của vợ mày thôi. Nhưng lão Phụng lại nhanh chóng cãi lại: Tóc vợ tao bạc trắng cả đầu rồi, lấy đâu ra mà đen tuyền như thế này. Mày tin tao đi, là con Mai về báo oán đấy. Đúng rồi, thằng lành chắc chắn là do nó giết. Lão Phụng ngày càng trở nên bấn loạn, làm cho người bạn chí cốt là lão Hậu cũng trở nên rối trí. Mày im đi, chuyện qua được 30 năm rồi có xảy ra chuyện gì đâu.
đừng có thần hồn át thần tính. Mày cứ bố cái mồm ra đây, nhỡ có ai nghe thấy thì sao? Đang định khuyên can thêm chút nữa thì lão chợt dừng lại vì có tiếng song sắt ở ngoài cửa đang vang lên. Vợ lão Phụng thấy lão ở trong nhà thì đon đả bắt chuyện. Bác Hậu mới sang chơi với nhà em đấy à? Khổ, ốm đau từ hôm qua đến giờ đấy bác ạ. Thế chị vừa qua đám hay sao? Tôi cũng từ đấy mới về. Vâng, rõ khổ. Đang yên lành mà bác Ý lại treo cổ chết. Vốn là chỗ thân quen mà chồng em ốm đau quá nên mãi mới qua được đấy bác ạ. Không trả lời gì, lão Hậu đứng dậy quan sát xung quanh rồi nói chỉ đủ cho lão Phụng nghe. Đừng có nói linh tinh đấy nghe chưa? Lão Phụng gật đầu nhưng trên mặt vẫn in hẳn vết hoang mang lo sợ. Ra đến cổng, lão Hậu nói to để chào tạm biệt. Thôi tôi về đây, lão nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, hôm khác tôi lại qua. Về đến nhà thì lão thấy bà Thảo đang quét sân. Có lẽ bà cũng mới về rồi tranh thủ quét tước lại sân vườn. Thoáng thấy bóng chồng, bà đã vội hỏi. Này, ông ra đây tôi báo. Đang cất chiếc xe mới vào gốc cây cho đỡ nắng, lão Hậu nghe thấy vợ gọi thì khó chịu bước qua. Làm sao? Thấy thái độ của chồng khó chịu nên bà Thảo đi luôn vào trọng điểm. Ông xem, cái tóc này có ai mà rơi vãi khắp thế nhở? Rõ ràng là không phải tóc của tôi. Lão Hậu mặt tái mét khi nhìn thấy núm tóc ở trên tay vợ. Lão lắp bắp hỏi lại. Bà thấy nó ở đâu? Bà Thảo quay người chỉ về phía hiên nhà. Nãy tôi quét sân thấy nó rơi ở đó. Ông biết là tóc của ai à? Sở dĩ bà phải hỏi như vậy là bởi vì bà sợ rằng có kẻ gian vào nhà mà yểm bùa ám hại gia đình bà. Vốn là kẻ tín tâm, lại nghe nhiều chuyện kinh dị, nên bà kiêng dè lắm. Thấy chồng cứ đứng đơ người ra mà không nói gì, trên mặt lại ướt đẫm mồ hôi thì bà sốt sắng hỏi. Ông làm sao thế? Trúng gió hay sao vậy? Thôi, vào trong nhà tôi đánh gió cho. Mặc kệ cho bà Thảo đang nói, bấy giờ trong đầu lão lại toàn chỉ nghĩ về những chuyện mà lão Phụng nói. Nhớ lại, nhúm tóc này lão đã thấy ở nhà lão Lành và chính miệng lão đã sai thằng Tí quét dọn. Vậy là trong ba nhà thì nhà nào cũng có tóc, lại trùng hợp làm sao khi nó lại nằm ở chỗ hồn ma cô Mai về đòi mạng. Lão thầm nghĩ ở trong bụng rồi toan tính. Không xong rồi, có lẽ con Mai đã thoát khỏi bùa trấn yểm rồi. Phải nhanh chóng tìm lão thầy năm xưa mới được. Nhưng có lẽ việc đó phải tạm gác lại khi lão đột nhiên trở bệnh phải nằm ở nhà mấy hôm. Và cũng trong từng ấy thời gian, lão luôn bị những giấc mơ kéo về hành hạ thân xác. Đó là những giấc mơ chân thực với gương mặt đầy giỏi vọ của oan hồn cô Mai về đòi mạng. Mấy ngày sau thì một tin động trời đã khiến lão phải lao đao. Lão Phụng đã chết vì bị moi ruột gan. Cái xác tởm lợm nằm trên con đường đất hoang vu. Mắt lão đang trợn trừng lên như gặp điều gì đó vô cùng đáng sợ trước khi chết. Ổ bụng lúc này bị phanh toạc ra, gan ruột tim phổi đều thòng lòng ra bên ngoài, khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải gập bụng nôn thốc nôn tháo. Có người không chịu nổi mà còn ngất xỉu. Dù đang ốm đau đến liệt giường, nhưng lão Hậu vẫn cố lết cái thân hình còm nhom ra chỗ cái xác lão Phụng nằm. Người nhà của lão đã ra khóc than ầm ĩ vang cả một góc trong làng. Giả đến nơi thì lão như ngã quỵ khi thấy xác của lão bạn già đang phơi thây giữa trời. Một lần nữa lời nói của lão Lành lại ứng nghiệm. Tao mỏi gan chúng mày. Lão càng nghĩ đôi chân lại càng run rẩy. Vậy thì không phải câu tao chặt đầu chúng mày là dành cho lão hay sao? Đám tang của lão Phụng được nhanh chóng tổ chức vì thi thể đã bốc mùi tẩm lợm mà không rõ nguyên do. Lão Hậu cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến việc đó. Cơ quan chức năng thông báo đang điều tra và sẽ sớm cho mọi người một kết quả. Nhưng bản thân lão đã hiểu rõ cái chết sẽ đến và không một ai có thể ngăn trở. Nhưng không, lão lại nghĩ đến một người. Đó là thầy Mo năm xưa, lão cùng đám bạn mời về để trấn yểm vong linh của cô Mai. May sao lão vẫn còn giữ số điện thoại của người thầy kia. Không chần chờ, lão nhanh chóng bấm số gọi. Một hồi tút tút vang lên, mới có người nhấc máy. Alo, ai gọi vậy? Ầm ở lúc lâu, lão mới lên tiếng. Anh cho tôi gặp thầy Mười với ạ, tôi có việc gấp.
Thầy Mười mất từ 3 hôm trước rồi, phiền ông đi tìm người khác. Lão Hậu điếng người, đầu dây bên kia đã tắt máy một lúc lâu, nhưng lão vẫn cầm vậy chiếc điện thoại trên tay. Vậy là hết, lão nghĩ ở trong đầu. Vậy là án tử đã điểm rồi, có tránh cách mấy cũng không thể được nữa. Ở một gian nhà khác, lão Năm đang nằm vật trên giường ngủ từ lúc nào. Bên ngoài chỉ còn bóng đêm và tiếng ếch nhái kêu râm ran đến não lòng người. Bố ơi, bố chơi với con đi. Lão choàng thức dậy khi nghe tiếng của đứa trẻ đang réo gọi, cất tiếng gọi với cái giọng còn ngái ngủ. Đứa nào đấy, đêm hôm gọi gì thế? Tiếng nói lành lạnh lại vang lên trong màn đêm u tịch. Bố mở cửa cho con với, con không vào được. Lão bực mình. Bố còn gì, tao một mình sống gần 30 năm nay mà bố còn gì ở đây, có cút nhanh không thì bảo. Đoàn lão toàn định đi vào trong thì giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến cho lão đứng khựng lại. Chồng ơi, mở cửa cho mẹ con em với chồng, cho con nó nhìn thấy bố nó. Lão lắp bắp. Mày đấy phải không? Đoàn lão lại đưa tay vạt bôm bốp lên mặt của mình. Phía ngoài vang lên tiếng cười khúc khích. Anh mở cửa cho mẹ con em đi, nhanh lên. Như có một ma lực, lão đi nhanh về phía cánh cửa rồi mở toang ra. Bên ngoài một luồng khí lạnh thốc vào khiến cho lão choáng váng. Lão mơ màng như lại thiếp đi. Các người định làm gì? Lão nghe thấy tiếng của ai đó đang kêu lên, nghe sao mà quen thuộc. Trước mắt lão chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Mai. Và đối diện với cô là ba kẻ Hậu, Phụng và Lành. Dường như lão đang trở lại quá khứ, vào ngày mà lão đã tự tay phá đi đứa con của chính mình. Thấy Mai đang bị ba kẻ kia bao vây trong đêm tối thì lão toan định lao lại can ngăn, nhưng không thể. Bóng hình lão xuyên qua tất cả. Bấy giờ lão chỉ có thể trơ mắt nhìn những gì xảy ra xung quanh. Các người tránh ra, không tôi hét lên bây giờ. Mai nói với cái giọng đầy sợ hãi, nhưng điều đó lại càng khiến cho ba kẻ kia trở nên hăng máu. Mày hét đi, chỗ này bỏ hoang bao lâu nay, làm chó gì có ai mà mày đòi cứu. Thôi thì chiều các anh rồi thì về. Mày phun một bãi nước bọt vào người, vừa nói cũng chính là lão Hậu mà đáp. Cút, không thì đừng trách. Nhưng chưa nói được hết câu thì lão Hậu cùng với lão Phụng đã lao lại. Trên mặt của hai lão đều hiện lên cái vẻ dâm đãng đến điên dại. Lão Hậu nhè hàm răng ố vàng, nhẹ nhở tiến lại. Hồi xưa em theo bọn anh thì có phải bây giờ tốt hơn không? Nhưng em lại dốt quá, theo cái thằng đần độn kia làm chi? Bọn anh chỉ nói có một câu mà nó đã về nhà đánh em đến sẩy cả thai. Lão vừa nói vừa cười như một kẻ điên. Còn lão Năm nghe thấy những lời này thì đầu óc như ù đi mấy phần. Lão gào lên. Thằng chó, lũ khốn chúng mày hại gia đình tao tan nát. Đoạn lão lao đến định đá cho mỗi tên một cái, nhưng đều như đá vào không khí. Còn Mai khi biết rõ nguồn cơn thì khóc nấc lên. Sau khi biết mình bị sẩy thai, cô đã trốn đi và lang thang đến bờ sông định tự vẫn. Nhưng khi nghĩ lại, cô muốn làm rõ tất cả với người chồng tệ bạc của mình. Đến chỗ nhà hoang trong làng thì lại gặp ba kẻ dâm dê này. Nhưng chốn hoang vu hẻo lánh lại đêm hôm khuya khoắt, không có một bóng người. Tiếng la hét của cô như bị màn đêm nuốt lấy. Bấy giờ thấy người đàn bà đang cục cóc bất lực dưới mặt đất thì lão Phụng cùng lão Hậu liền sấn sổ đến, định lột toang chiếc áo mỏng manh của người đàn bà thì lão Lành liền ngăn cản. Hai người định làm gì thế? Uống say rồi hay sao? Mau thả Mai ra. Thấy bạn mình can ngăn, hai lão kia chỉ cười khẩy. Chẳng phải lúc trước mày thích nó lắm hay sao? Bây giờ lại ra vẻ thanh cao cái gì? Mày cứ yên tâm, bọn tao xong việc sẽ đến lượt mày. Lão Lành trợn tròn mắt. Chúng mày điên rồi à? Chẳng phải chúng mày bảo chỉ chặn đường trêu cho vui thôi hay sao? Bỏ ra đi, nhanh lên. Vừa nói, lão vừa đi nhanh đến, toàn kéo Mai lên thì bị hai tên kia người đá người kéo lê ra bên ngoài. Lão Phụng cắt lên. Thằng điên! Thấy vợ mình bị hai kẻ biến thái đe dọa, nhưng việc lão Năm có thể làm chỉ là đứng nhìn.
Có lẽ vợ lão đang cho lão nhìn lại quá khứ về nguyên nhân cái chết của cô. Và đúng như lão dự đoán, vợ lão chẳng phải tự tử gì cho cam, mà chính là bị hai kẻ kia siết cổ cho đến chết. Trong lúc nóng vội, lại thấy Mai không hợp tác mà giãy giụa liên hồi, thì lão Hậu lúc này như kẻ say hóa điên, liền vả cho cô mấy cái. Mày có im mồm đi không? Tao giết mày bây giờ. Ngỡ rằng Mai sẽ sợ hãi mà nằm im chịu trận, nhưng không, cô liền nhổ một bãi nước bọt lên mặt lão rồi cười khinh bỉ. Tao có chết cũng không tha cho cả bọn chúng mày. Lão Hậu vuốt cái mặt thấm đẫm nước bọt của Mai, gương mặt bừng bừng lửa giận, đôi bàn tay hộ pháp liền đặt vào cổ người đàn bà đang bị hắn kỳ chặt bên dưới mà bóp chặt. Mày nói tiếp đi để tao nghe xem nào. Lão Lành thấy hành động man dợ của lão thì toan lao đến, nhưng bị lão Phụng kéo lại. Vẻ mặt của lão Phụng chẳng hề có biểu cảm gì, tất cả chỉ là sự lạnh lùng, đôi lúc còn nhếch mép cười. Còn lão Năm thì từ lúc nào nước mắt đã tuôn ra xối xả. Trên mặt đất, Mai sặc lên từng hồi, nhưng có vẻ người đàn ông to khỏe phía trên không có ý định tha cho cô, mà càng bóp chặt. Mai ở dưới, mặt đã tái nhợt, nhưng trước khi chút hơi thở cuối cùng, cô còn kịp nở một nụ cười, kèm theo đó là một lời nguyền rủa. Chúng mày sẽ phải chết, tao sẽ quay về báo thù. Lúc này cả ba lão đều thấy rùng mình khi thấy ánh mắt trợn trừng của Mai. Khi đã thấy cô không còn cựa quậy gì nữa thì lão Hậu mới dừng tay. Chúng mày giết người rồi, chúng mày giết người rồi. Lão Lành hét lên, nhưng trả lời lão chỉ là lời nói lạnh tanh của hai kẻ máu lạnh. Đây là cái giá mà nó phải trả mà thôi. Thấy lão Lành vẫn còn quỳ rụp xuống mà không chịu đứng dậy, lão Phụng liền tiến lại vỗ vào vai lão. Tao biết mày thích nó thật sự, nhưng mày nên nhớ, người chủ ý muốn nó bị thằng Năm đuổi khỏi nhà là mày. Và nếu chuyện này lộ ra thì cả tao, mày và thằng Hậu sẽ không còn đường sống ở trong cái làng này nữa đâu. Nhưng nó chết rồi, bây giờ phải làm sao? Lão Hậu đang nằm vật trên đất liền gắt nhẹ. Thì phi tang cái xác đi chứ sao. Khung cảnh trước mắt liền biến đổi. Lão Năm đang vật vã trước xác của vợ thì lại thấy bản thân đang ở cây đa đầu làng. Tiếng của ba kẻ ác nhân vang lên. Kéo nó lên đi, nhanh lên, không có người đi qua bây giờ. Hóa ra chúng đã thòng chiếc dây thừng vào cổ của Mai rồi treo lên cây đa để giả thành vụ tự sát. Khi thấy thân xác của người đàn bà xấu số đang treo lủng lẳng ở trên, cả ba kẻ thở phào. Lão Lành chẹp miệng hướng về cái xác mà than thở. Thả lỗi cho tôi. Nhưng lão bật ngửa ra đằng sau khi nhìn thấy mắt của cái xác đang mở ra trừng trừng rồi nhoẻn miệng cười. Hai kẻ còn lại nhanh chóng quay lại nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Lão Hậu vỗ vai an ủi. Mày đừng có thần hồn át thần tính nữa. Đi thôi, không có người phát hiện ra bây giờ. Không gian lại xoay chuyển đến một không gian khác. Bây giờ lão Năm đang ở trong một ngôi nhà khang trang, bên trong sặc mùi hương khói. Bước vào trong, lão thấy rất nhiều những am thờ. Nhưng điều khiến lão chú ý là đằng sau bức màn đỏ đang có cuộc trò chuyện của vài người. Xin thầy hãy cứu chúng con. Người vừa nói, lão Năm nhanh chóng nhận ra là giọng của lão Phụng. Lão bước vào bên trong, thấy ba kẻ sát nhân đang quỳ trước một người đàn ông mà chúng gọi là thầy Mười. Trước lời van xin của ba kẻ, thầy Mười vuốt chòm râu. Việc này rất khó. Các anh giết người ta, người ta về báo oán là điều không tránh khỏi. Lão Hậu nghe thế thì run giọng, liền lôi ra một bọc tiền kính cẩn nói. Chỉ cần thầy giúp chúng con thì bao nhiêu cũng được hết. Thầy cứu mạng chúng con với ạ. Gã thầy nhìn thấy bọc tiền thì sáng mắt lên, nhưng vẫn giữ cái giọng tiên phong đạo cốt giọng nói với ba kẻ bên dưới. Thôi được rồi, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Mày hãy quay lại rồi đưa ta đến chỗ cô ta bị treo cổ. Ắt sẽ có cách. Thấy người thầy đã đồng ý, ba kẻ liền lại lục cảm ơn. Hóa ra nhân quả ác nghiệp khiến cho cuộc sống của ba kẻ kia luôn bị ám ảnh bởi vong hồn cô Mai, nên chúng đã phải tìm đến thầy Mười để trấn yểm. Nhưng sự đời khó lường, 30 năm sau, một thầy pháp đã giải phong ấn đó, và chính thầy Mười cũng không thể tránh khỏi sự báo thù của vong linh bị gã nhốt trong từng ấy năm.
lão Năm đã hiểu rõ mọi chuyện. Bây giờ trước mặt lão là hình ảnh xinh đẹp của Mai lúc sống. Cô cười tươi với lão, trên tay còn đang ấm theo một đứa trẻ. Nó cười toe toét gọi lão một cách trìu mến. Bố ơi! Bố ơi! Lão khóc như một đứa trẻ, chạy đến ôm lấy hai người. Tôi xin lỗi hai mẹ con. Tôi xin lỗi. Là tôi ngu dốt. Nhưng bóng hình của hai người dần xa, vang lại chỉ là tiếng nói. Hãy sống tốt, đừng bê tha nữa. Mẹ con em sẽ chờ anh. Lão bật người dậy, nước mắt chảy ròng ròng. Lão biết đó không phải mơ, mà chính là oan hồn cô Mai về. Phía bên ngoài, tiếng hét của người trong làng khiến lão mò ra nghe ngóng. Chỉ biết rằng đêm qua lão Hậu đã bị kẻ nào đó chặt đầu rồi treo lên cây đa năm xưa cô Mai đã treo cổ. Mắt lão trợn trừng như trước khi chết đã thấy cái thứ gì đó quái dị lắm. Lão nằm thở dài, lão biết rằng luật nhân quả đã vật chết bà kẻ kia. Còn bản thân lão lại ôm nỗi hận mà sống tiếp. Nhưng lão không còn chìm vào men say nữa, mà xây dựng lại cuộc sống, giúp đỡ bà con mỗi khi ai cần. Dẫu rằng lão nhận ra quá muộn khi đã ở tuổi xế chiều, nhưng thời gian sẽ chẳng đợi ai, cũng như lão sẽ lấy thời gian còn lại của mình làm việc có ích để giảm bớt tội nghiệp của bản thân. Quý vị thân mến, một câu chuyện rất hay của tác giả Mây Hạ đến đây là kết thúc. Và thực sự với mỗi một câu chuyện của tác giả Mây Hạ luôn luôn cho Thuận những điều cực kỳ là bất ngờ. Giống như cái câu chuyện này, khi mà Thuận nghe lúc đầu thì Thuận cứ nghĩ là cô Mai này sẽ về báo oán ba cái anh chàng đó, chỉ vì là ba anh chàng đó là cái nguyên nhân đã tác động tới người chồng, khiến cho chồng đánh cô sảy thai rồi cô buồn quá cô tự tử. Nhưng nào ngờ tác giả đã bẻ lái và làm cho câu chuyện trở nên thực sự rất là hấp dẫn ở phần sau, đúng không ạ? Không biết có bao nhiêu quý vị cũng bị tác giả đánh lừa giống như Thuận thì hãy comment cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã đón nghe và ủng hộ cho Thuận trong hai tập truyện buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng hai câu chuyện này quý vị sẽ yêu mến nhé. Hãy dành cho Thuận một like, một share, cũng như quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.